chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời quý vị ngồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa ni sư trụ trì Tịnh Xá Ngọc Thành, thưa quý ni chúng, thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là ngày mùng 3 tháng 11 năm Tân Mão, chúng ta được đủ duyên lành để gặp nhau để tiếp tục chia sẻ bản kinh Kim Cang. Thì kỳ rồi chúng ta đã học đến cái phần phước trí không gì sánh bằng, hôm nay chúng ta sẽ học cái phần kế tiếp là giáo hóa không có chỗ giáo hóa. Chúng tôi xin đọc phần chánh văn trước. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Các ông chớ bảo Như Lai khởi nghĩ thế này, ta sẽ độ chúng sanh. Này Tu Bồ Đề, chớ khởi ý nghĩ thế ấy. Vì cái sao? Thật không có chúng sanh Như Lai độ đó. Nếu có chúng sanh Như Lai độ, thì Như Lai ắt có ngã, nhân, chúng sanh và thọ giả. Này Tu Bồ Đề, Như Lai nói có ngã, ắt không phải có ngã, mà người phàm phu cho là có ngã. Này Tu Bồ Đề, người phàm phu đó Như Lai nói tức không phải phàm phu, ấy gọi là phàm phu. Cái đoạn này bắt đầu Như Lai, tức là Đức Phật. Đức Phật xưng mình là Như Lai, nhưng mà Ngài nói với Ngài Tu Bồ Đề rằng nếu ai thấy mà có Như Lai có độ chúng sanh thì là không đúng. Cho nên Ngài Đức Phật dạy là Ngài Tu Bồ Đề, các ông không nên nghĩ là Như Lai độ chúng sanh. Chúng ta thấy ở đoạn đầu của kinh Kim Cang á, thì sau cái câu hỏi mà chúng ta coi là câu hỏi trọng yếu, thì Ngài Tu Bồ Đề hỏi Đức Phật là người thiện nam, thiện nữ khi phát tâm vô thượng Bồ Đề thì làm sao hàng phục và làm sao an trụ tâm. Thì cái đoạn đầu đó Đức Phật cũng đã nói là độ vô lượng vô số vô biên chúng hữu tình mà không có chúng sanh thật được diệt độ. Đó là đoạn đầu. Thì bây giờ cái đoạn thứ hai mà hôm trước chúng ta thấy là Ngài Tu Bồ Đề lại đặt một lần câu hỏi nữa cho cái người cầu đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác mà muốn hàng phục tâm, muốn an trụ tâm như thế nào. Thì tình tự Đức Phật đã trả lời, nhưng đến đây Đức Phật cũng đã nói một cái câu nó gần như giống hồi ban đầu, tức là Đức Phật không bao giờ có cái việc độ chúng sanh, tức là Như Lai không có độ chúng sanh. Nhưng mà sự thật nếu mà chúng ta có công phu á, thì đến cái đoạn này, đây là những cái đoạn mà hết sức là chuyên môn. Nếu một người mà có tu thiền thì đến đoạn này người đó sẽ thấy rằng rõ ràng là cái người tu thiền không có diệt trừ ý niệm. Nếu như mình thấy còn có một ý niệm mà chúng ta có thể hơn thua, diệt trừ, thì lúc đó là chúng ta còn thấy gì? Còn thấy có ngã, có nhân liền. Cho nên đó, đến cái đoạn này là một cái đoạn hết sức chuyên môn của người ngộ tánh ở cái tầng sau, tức là từ cái câu hỏi mà Ngài Tu Bồ Đề đặt ra giống như câu hỏi đoạn đầu của cái người chưa ngộ tánh đặt câu hỏi ra, thì Đức Phật chỉ cách để công phu. Đoạn sau, sau khi Ngài Tu Bồ Đề đã ngộ rồi và Ngài Tu Bồ Đề mới đặt lại câu hỏi đó để cho cái người sống bằng tánh phải sống như thế nào để thành tựu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì đây là một cái tầng cao và hết sức là chuyên môn.
Nếu như một ngày nào đó ở tâm mình vẫn còn thấy có một chúng sanh để có thể độ được, thì ngày đó mình vẫn còn ở cửa nhị biên, chưa phải là người vào trong tự tánh. Cho nên kể từ lúc mà Ngài Tu Bồ Đề đặt câu hỏi này là hôm trước mình đã nói rồi, tức là ở một cái tầng thứ hai chuyên môn thực sự. Đây là một cái bước chuyển của cái người đã ngộ tánh rồi. Những cái thấy, những cái nhìn, những cái sống của người ngộ tánh được Đức Phật nói một cách rất là chi tiết. Thì đến đây á, nếu bây giờ chúng ta thấy á, ví dụ như một người mà chưa ngộ tánh nhìn tất cả những cái cảnh như thế này, thì họ liền có gì? Liền có năng sở. Nghe một âm thanh thì liền có năng sở, tức là có ta và có người, có mình và mình là người hay thấy, có vật bị mình thấy, mình là người hay nghe, có vật bị mình nghe. Và nếu như thấy có mình khác với sự vật một chút, tức là cái ngã mình đã trỗi dậy từ trong thẳm sâu rồi. Vì vậy khi mà có mình, có người, có Phật và có chúng sanh, có người giác ngộ và chúng sanh bị giác ngộ, thì chỗ đó cũng không có đúng. Cho nên cái phút chốc mà Như Lai hiện tiền đó, đó thì tất cả đều là Như Lai không hai thì là đúng. Thật ra lúc này là cái lúc của cái người sống đúng trong tánh đó, thì trong mọi thời mọi lúc họ đang sống trong cái như như bất động đó. Mà cái như như bất động đó nó không phải là nó thấy riêng một cành cây rồi nó thấy tới tượng Phật, nó thấy cái bàn, không phải thấy như vậy. Và không bao giờ người đó thấy mà có đối tượng. Nếu một phen thấy có đối tượng thì sẽ có ngã và có nhân, có Phật và có chúng sanh. Thì khi nào thấy có mình, có người, tức là thấy có sự sai biệt trong lục căn khi tiếp xúc lục trần, thì người đó sẽ thấy có một chúng sanh để mình có thể độ được. Cái thứ hai nữa, cái chúng sanh tâm á, ở nơi tự tâm chúng ta, ví dụ như có những lúc chúng ta tọa thiền, chúng ta thấy vọng niệm khởi lên. Và nếu một lần mà mình còn thấy cái vọng này thật để mình dứt trừ, thì người đó rớt vào nhị biên. Đó không phải là con đường của thiền tông, và cái chỗ đó không phải là chỗ của Đức Phật muốn nói ở đây. Thành ra khi một phen mà chúng ta đã ngộ tánh rồi, thì tất cả những cái vọng niệm còn xảy ra trong tâm thức, thì chúng ta không phải là cái người đang thấy vọng, đang biết vọng nữa. Không phải như vậy. Giống như bây giờ khi mặt trời mọc lên rồi, mặt trời không phải là soi cái cây, soi cảnh, soi nhà, soi cửa để làm cho sáng. Mà khi mặt trời đã sáng thì tất cả mọi cái đều đã rực sáng hết rồi. Thì cái, tất cả mọi vật đều bị nhúm sáng bởi ánh sáng mặt trời. Mặt trời không có nói là tôi gọi vật này, tôi thấy vật kia, không có. Và tất cả mọi vật đều được hiện sáng trong ánh sáng của mặt trời. Thì như vậy là tất cả những vọng niệm đều được hiện sáng trong chân trời trí tuệ. Thì lúc đó tất cả những cái ý niệm này đều là Phật, chứ không còn là chúng sanh nữa. Tất cả những cái thấy biết đều là Bồ Đề, đều là như. Ví dụ như mình khởi một ý niệm là A-di-đà Phật, thì nếu như một người mà chưa ngộ tánh á, thì thấy là cái niệm A nó khởi lên, cái niệm Di khởi lên, niệm Đà khởi lên. Và lúc đó mình đang thấy cái ý niệm A-di-đà Phật khởi ra nơi tâm thức của mình. Vậy như vậy nếu mình thấy cái ý niệm này là thật để mình có thể diệt trừ ý niệm này, thì vậy là có mình và có ý niệm, có ngã và có pháp ở trong đó. Nhưng đằng này khi ý niệm A Di Đà Phật thì nó như A mà khởi. Chúng ta phải thấy đó điều này. Ví dụ như bây giờ đang khởi chữ A thì chúng ta như cái A mà khởi và như cái A mà rõ biết ngay tại chỗ đó. Và cái như A đó nó mất, có phản không hiện ra thì như phản không đang hiện khởi. Rồi như cái Di đang hiện khởi, rồi có phản không như cái Đà đang hiện khởi, rồi có phản không như cái Phật đang hiện khởi. Thì như vậy là mỗi một niệm đều hiện trong cái như như, và niệm nó liền biến thành như. Và niệm đã như rồi thì không có ta và không có người. Còn nếu như bây giờ mình thấy ý niệm là vọng nghiệp, là sanh tử, là phiền não, là khổ đau gì gì đó, tức là mình đã tách mình rời khỏi ý niệm, thì lúc đó không còn là như nữa. Đây là một chỗ hết sức chuyên môn. Thật ra nếu mà mọi người công phu đạt tới cái cảnh giới này thì mới hy vọng là trì tụng được kinh Kim Cang. Kim Cang tới cái mức này mới gọi là trì tụng được. Chứ còn không là chúng ta đọc chữ nghĩa của kinh thôi, chứ không phải là cái người thọ trì đọc tụng kinh Kim Cang đâu. Đó thì làm sao mà đối với
tất cả những cái duyên cảnh và tất cả những cái pháp mà lục căn chúng ta tiếp xúc được liền là như, ngay nơi đó là như, thì mọi thời mọi lúc là như. Nếu chúng ta đang sống ở trong cái Như Lai thì cái Như Lai đó rõ pháp thì tất cả các pháp đều biến thành như. Giống như bây giờ trời tối, chúng ta đem cái đèn chúng ta gọi chỉ thấy được có một khóm này thôi. Khi mà chúng ta quay qua bên này, chúng ta sáng bên này thì bên đây nó sẽ tối lại. Thì cái kiểu công phu của mình cũng vậy. Dứt được một cái vọng niệm này, chúng ta thấy sáng lên chúng ta có thể làm rớt được một vọng niệm, nhưng mà rồi cái khác nó có thể làm mờ. Thì giống như một đêm đen mà có một ánh sáng xẹt rồi nó sẽ tối trở lại. Còn đằng này là khi mặt trời mọc lên là tất cả đều sáng, và tất cả mọi vật đều được nhúm sáng bởi ánh sáng mặt trời. Thì những con vật trong bóng tối mà có bò ra, ví dụ như con chuột trong hang có bò ra, con dế, con trùng gì trong hang có bò ra, thì nó đều bị nhúm sáng bởi ánh sáng mặt trời. Thì làm sao mà chúng ta phải sáng như ánh sáng mặt trời để tất cả mọi duyên đều bị nhúm sáng như vậy? Đó là cái cách công phu của Đức Phật nói ở chỗ này. Thật ra lúc đó không có còn Phật và chúng sanh, lúc đó chỉ là một cái sáng để biến tất cả mọi cái đều thành ánh sáng đó. Lúc đó chỉ là cái tri, thì tất cả mọi cái hiện hữu đều là toàn tri. Thì tới chừng đó mới được gọi là triệt ngộ. Người mà đã sống được như vậy thì mới thực sự là một cái hành giả tu Kim Cang. Còn nếu chúng ta chưa tới này, chúng ta còn có năng, có sở, còn dụng công, còn lấy và còn bỏ. Ví dụ như ngay tại đây, hồi nãy giờ tất cả chúng ta đều bằng cái như để mà rõ cái hiện này đó, hiện tiền này á. Thì giờ từng tiếng, từng chữ chúng ta đang như như mà rõ rõ. Hôm trước không sao, chưa có tiếng thì rõ cái khoảng không đó. Tiếng hiện ra thì chúng ta rõ cái tiếng đang hiện ra, rồi liền có một khoảng không, chúng ta rõ khoảng không, có tiếng chúng ta rõ cái tiếng. Thì lúc khoảng không hiện ra chúng ta cũng như 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 vậy để mà rõ. Thật ra cái lối mà thiền đó, chúng ta nói là từ trước đến giờ á, hai cái thiền mà chúng ta thường hay dụng công, ví dụ như bây giờ đi mình biết đi, mình đưa tay mình biết mình đưa tay, mình nhấc chân mình biết mình nhấc chân, thì gọi đó là chánh niệm. Chánh niệm để mình liên tục rõ biết từng hành vi cử chỉ của mình theo cái kiểu thiền minh sát á. Mình hít vào mình biết, mình hít vào mình thở ra mình biết, mình thở ra mình nhấc tay mình biết, mình nhấc tay để tay mình biết, mình để tay. Thì như vậy nó có giống với cái này không? Không. Còn cách xa nghìn trùng, không phải cái chỗ này đâu. Cho nên Đức Phật khi mà nói đến kinh điển Đại Thừa thì nó có một cái tầng thực sự khác. Vì vậy mà cái chỗ đến của hai bên hoàn toàn khác. Ví dụ như bây giờ chúng ta bằng cái như mà rõ biết vạn pháp, thì sau khi mà chúng ta tiếp xúc vạn pháp rồi, ở nơi mình còn không? Nơi mình còn có ý niệm sanh tử không? Dù cho nó có khởi lại thì lúc đó nó làm thành gì? Cũng liền thành như. Ví dụ như bây giờ mình khởi một cái ý niệm ra thì ý niệm nó thành gì? Thành như. Chứ ý niệm không còn vọng tưởng nữa. Cho nên khi một khoen một người ngộ tánh thì thức liền chuyển thành trí. Lấy thành chuyển thành trí. Thì tất cả cái xuất ra từ nơi tự tánh mình liền biến thành bồ đề. Tức là phiền não tức bồ đề ngay tại chỗ đó, chứ không phải là đợi khi vọng niệm diệt đi. Vọng niệm diệt đi mà thành bồ đề thì bồ đề đó không phải là bồ đề thật. Ngay khi khởi vọng niệm là bồ đề thì đó mới là thật. Nếu như mình mê thì nó thành phiền não, mà mình giác ngay đó là bồ đề. Cho nên phiền não tức bồ đề, không có nghĩa là đợi hết phiền não mới thành bồ đề, mà ngay khi đó là bồ đề. Cho nên mọi cái thấy nghe của một cái hành giả khi đã ngộ được kinh Kim Cang rồi á, thì họ phải sống bằng cái như. Không phải là cố sống. Ở đây không có nghĩa là mình gán làm sao để mình sống được cho thành như là sai. Tức là mình đã có ý thức và mình cố tình được thành như là không đúng. Mà cái như này nó vốn tự như. Khi mà mình nhận được cái như rồi, mình không thể khác hơn nữa được. Mình bị như trong từng sát na. Vì vậy là đi đứng nằm ngồi, chúng ta vốn không dính được duyên trần. Không cách nào chúng ta bị rớt xuống cái tầng để mà chúng ta phân biệt được. Có nghĩa là giống như một đứa bé bị quăng ra giữa biển mà bị cắt tay cắt chân hết, không cách nào lội ra khỏi biển đó được hết, bị nhúm thành ướt. Thì lúc đó là toàn thân đã bị ướt. Và khi mà một người mà toàn thân bị ướt rồi, họ tan thân thành nước, thì lúc đó toàn thân của họ là không còn là một cái thân và nước ướt nữa, mà toàn thân chỉ là cái ướt mênh mông khắp thôi. Cho nên tất cả những cái gì mà nó hiện trong cái ước đều bị nhúm ước. Nếu mà cái gì mà rớt trong biển đều bị nhúm ước.
Thì khi mọi người đã ngộ cái này thì cũng vậy, tất cả mọi cái đều hiện trong cái toàn tri của mình, thì cái đó nó liền biến thành cái toàn tri, mà đó là một cái sự thật, tất cả vạn pháp đều là toàn tri. Nhưng mà khi mình chưa có ngộ thì mình thấy vạn pháp nó có một cái gì sai biệt. Mình thấy có sai biệt tức là mình thấy không đúng sự thật, mình đã bóp méo theo cái hiểu biết, cái kiến thức của mình. Chứ còn khi thấy đúng sự thật rồi, vạn vật nó không có cái gì khác nhau cả. Bây giờ mình nhìn mình thấy cái tờ giấy nó khác với cái bàn, tượng Phật nó khác với cái giò bông, là cái thấy của tâm thức. Nhưng mà cái người ngộ đạo vẫn phải thấy cái này nó không phải là cái này, nhưng mà không phải là một sự phân biệt so sánh. Đây là cái chỗ mà mình phải biết. Người nào mà nhận ra được cái tượng Phật nó khác với cái chậu bông mà không phải là phân biệt so sánh thì người đó là cái người có khả năng gọi là ngộ tánh. Còn bây giờ mình nhìn theo thói quen là mình liền có cái thấy khác giữa tượng Phật và chậu hoa này. Tượng Phật và cái vàng nó khác nhau đúng không? Không bao giờ giống nhau được. Nhưng mà nó thực sự không có gì khác hết. Nếu chúng ta nhận ra được cái không khác của tượng Phật và chậu hoa thì chúng ta sẽ thấy thánh. Nhưng mà chậu Phật, tượng Phật và chậu hoa hoàn toàn không phải là một. Ví dụ như một cái cành hoa đó, từng cành nhỏ, từng cái mầm nhỏ, chúng ta vẫn biện biệt rõ ràng, nhưng mà không phải là sự phân biệt của trí, không phải là sự phân biệt của ý thức. Thì vậy là cái biết đó, cái phân biệt, nhưng mà không phải là thức. Đây là cái câu trả lời của ai? Của Ngài Quyền Giác nói chuyện với Lục Tổ đúng không? Cái giai thoại của Quyền Giác nó là phân biệt nhưng mà không phải là thức. Thì đó mới là phân biệt của tánh. Cái phân biệt của tánh nó không tác động ở nơi duyên cảnh. Đây là một điều rất là đặc biệt. Cho nên nó là Như Lai không độ chúng sanh. Ví dụ như một ý niệm khởi lên và nó mất đi là không ảnh hưởng gì tới Phật, và Phật cũng không có làm gì cho nó mất. Nếu Phật làm cho một ý niệm mất thì Phật nó không phải là Phật thật. Thật ra mình nghĩ là mình diệt được một vọng niệm là mình đã sai lầm. Đức Phật đã khẳng định đây Phật không có độ chúng sanh nào cả, tức là Đức Phật không hề diệt một ý niệm nào cả, không đưa một chúng sanh nào tới vô vi niết bàn cả. Chúng sanh nó tự hiện trong cảnh giới vô vi niết bàn, hiện ra đều thành Phật hết, hiện ra đều là Bồ Đề hết. Thì vậy là khi Đức Phật đã là như thì tất cả vạn pháp đối với Phật, chúng ta dùng cái từ đối là chúng ta so sánh gì thôi, chứ thực sự là nó không còn đối nữa, không còn có đối tượng đối với Đức Phật nữa. Đức Phật và vạn pháp này đã hòa thành một trong cái khoảnh khắc mà ngộ đạo đó, và mãi mãi cuộc đời Đức Phật là đều là vạn pháp này. Đi đứng nằm ngồi chúng ta thấy Đức Phật mang một cái thân mấy chục kg đi trên cái cuộc đời này, nhưng mà thực sự Đức Phật và vạn pháp này không còn là hai nữa, không có cách ly, không có rời nữa, không còn là đối tượng nữa. Thành ra cái phút giây nào chúng ta là đối tượng với nhau thì lúc đó mình biết là mình rớt xuống cái tầng chúng sanh rồi. Nhìn mình thấy có đối tượng rớt xuống tầng chúng sanh rồi. Mà cái này nó rất là nhạy bén, cái ý thức mình nó nhạy đến cái độ là chỉ cần trong một cái sát na là nó đã rớt xuống tầng thứ hai. Cái mà ban đầu chúng ta nó không có so sánh phân biệt theo cái kiểu của tâm thức, nhưng nó đang rõ biết ở cái chỗ toàn tri kia. Vì vậy mà cái người tu thiền cái trí tuệ rất là nhạy để có thể nhận ra được cái đầu tiên mà rõ biết vạn hữu không phải là tâm thức ấy, thì cái biết đó là cái biết thật của mình. Nhưng mà khi chúng ta rớt vào cái biết của tâm thức rồi thì nó theo kiến thức, theo cái học hỏi, theo ý niệm rồi, theo khung sáo rồi, theo bài bản rồi, cái đó không phải là cái riêng của mình nữa, cái đó không phải là cái riêng. Cho nên muốn thấy là cái riêng ấy, muốn thấy là cái của mình thật thì mình phải vượt qua cái tầng của tâm thức để mình thấy. Thì đây Như Lai không phải là tâm thức. Như Lai là cái như mà sống động, không phải là cái chết cố định. Thật ra cái mà cái lý vô trụ của Kinh Kim Cang chúng tôi nói rất là gần, nó gần với cái chỗ sự thật, gần cái vô trụ tánh, vô trụ tướng á. Còn tất cả những cái loại, những cái lời mà nói về như như á, thì mình liền có một cái tưởng tượng là nó bất động, giống như không này bất động. Chúng ta lầm. Từ trước giờ chúng ta nghe là cái pháp tánh là cái bất sanh, bất diệt, thanh tịnh này nọ kia, là chúng ta nghĩ rằng cái gì nó cố định, nó chết cứng, là chúng ta đã sai rồi. Cái này nó sống động mà chúng tôi nói là cái vận hành của cái nguồn sống vũ trụ này á, nó nhanh á, bằng 1 tỷ lũy thừa tỷ của vận tốc ánh sáng lận. Vận tốc ánh sáng 300 km/s, như mỗi này nó nhanh bằng 1 tỷ lũy thừa tỷ của vận tốc ánh sáng, khiến cho người ta thấy nó bất động.
Giống như bây giờ chúng ta đang ngồi đây, tưởng đâu quả địa cầu chúng ta bất động, như quả địa cầu chúng ta đang quay. Nhưng mà với một người nông dân bình thường, nói quả địa cầu quay họ đâu có chịu đâu. Trời ơi, mặt đất đang cứng như vậy mà quay cái gì? Không, mình đang ngồi trên cái nhà cửa mà đang như vậy, nói là quả địa cầu đang quay thì không ai có thể tin. Thì những người mà tu thiền định bình thường á, thì họ có thể là họ diệt hết vọng niệm để họ được cái không bất động, họ cho đó là đúng. Thì cái đó không phải bị Phật quở, rớt vào ao tù nước động rồi. Thật sự cái như này nó không phải là cái chết cứng ngắc, mà nó vận hành với một vận tốc khủng khiếp là bằng 1 tỷ lý thừa tỷ của vận tốc ánh sáng, khiến cho những người bình thường thấy nó là bất động. Nếu nó không vận hành thì toàn vũ trụ này không có sự sống. Đây là một điều rất đặc biệt. Cho nên nó vận hành toàn cái vũ trụ này, từ cái dải ngân hà của chúng ta đang ở nè, những dải thiên hà, những cái hành tinh, những cái hành tinh khác, nó luôn vận hành với một vận tốc cực lớn để nó sanh sôi, nó hình thành tất cả vạn hữu, nó làm cho vạn hữu được tồn tại, nó làm suy thoái và nó làm hoại đi để nó tái chuyển biến vạn hữu trong vũ trụ này. Nếu không có cái đó thì sẽ có những cái lộn xộn của vũ trụ này liền. Chúng ta thấy quay như vậy vùng vục, không? Với vận tốc của quả địa cầu chúng ta quay quanh mặt trời mà đã trải qua mấy triệu năm rồi, nhưng mà nó vẫn còn quay theo một cái trật tự của nó, gọi là trật tự của vũ trụ. Cho nên nó quay mà trật chiều hay nó quay theo lệch hướng một tí là mặt trời và quả đất chúng ta đã chạm nhau rồi, nhưng mà mấy triệu năm nó vẫn còn giữ nguyên một cái khoảng cách để quay như thế. Và tất cả những dải hành tinh ở trên vũ trụ này, những dải thiên hà, nó đều vận hành theo một cái vận tốc nhất định nào đó. Thì đó, nó có một cái sự điều hành thực sự, chứ không phải là tự nhiên nó quay như vậy. Nhưng mà chúng ta không nhận nổi điều này, thì chúng ta cứ nghĩ rằng cái tự tánh của mình là cái gì nó bất động là chúng ta sai. Thật ra khi mà mọi người đã nhập tánh á, một cái phút dốc mà họ nhập tánh á, thì một cái vèo, tức là trong một khoảnh khắc tâm của họ thôi, họ có thể biết chuyện hằng hà sa số kiếp về sau. Thì sao đã một phút chốc nào là họ đã thấy hết mọi cái rồi. Ví dụ như bây giờ một người nhậu tánh, một người mà sống đúng với đạo lý giống như Đức Phật ở chúng ta, thì một cái khoảnh khắc nhỏ thôi, Đức Phật sẽ thấy biết được có hằng hà sa số hành tinh chuẩn bị hình thành, và hành tinh đó là ai sống, và nó sẽ tồn tại bao lâu, và bao lâu nữa nó hoại, Đức Phật thấy rõ. Giống như một người kỹ sư mà chuẩn bị chế ra một chiếc xe, thì bây giờ họ sẽ chế với cái nguyên liệu nào và hình thành chiếc xe đó, chiếc xe sẽ tồn tại được bao lâu, chạy bao nhiêu ngàn cây số là chiếc xe đó sẽ hư, ví dụ vậy. Thì người kỹ sư biết rất rõ điều này. Thì Đức Phật cũng vậy, sự vận hành của vũ trụ một phen Đức Phật thấy hết. Vì sao? Vì đã nhập trong cái Như Lai tự tánh là đã thấy một cái vận hành rất nhanh của vạn hữu trong vũ trụ này, Đức Phật thấy biết rất là rõ ràng. Nó cho nên là tất cả những cái vật mà nằm trong cái vùng tài tự tánh, giống như những cái vật nằm trong nước thì luôn là ướt, thì những cái vật mà ở trong tự vũ trụ này là những cái vật ở trong cái tự tánh toàn tri. Cho nên tất cả mọi cái đều đang rất tri, chứ không có ai mê hết. Ngay cả những hạt cát, chúng ta cứ nghĩ là cái bàn cái ghế này là những cái vật theo mình á, không? Theo mình là cái gì? Nó vô tri, không phải đâu. Nó không có cái phân biệt ý thức như mình, chứ không phải đừng có nói những cái này không biết. Mà gần đây khoa học đã chứng minh nhiều chuyện lắm rồi. Tức là họ là mấy có mấy lần mình nói, họ sử dụng một cái miếng lá khô thôi, họ lấy điện kế họ kẹp vô, họ chỉ cần tác ý là họ đốt thì điện kế dao động. Lá khô ở nhà, lá tươi mình không nói, lá khô thôi. Thì những cái vật đó nếu mà nó không có tri á, thì nó không có làm cho điện kế dao động được. Nó biết mình tác ý đốt nó, biết, chứ không phải nó không biết rồi. Có những cái cánh rừng người ta đi vào trong đó mà xách dao tác ý muốn đốn cây rừng, người đó có thể ngộp thở chết ngay tại chỗ. Sự phản kháng của những loại cây rừng nó sẽ tiết ra một cái loại khí độc để cho người đó chết. Hoặc là nó không có khả năng kháng cự thì nó... Quý vị, nếu mà có một cái loại máy móc nào đo thì cái sự dao động của cây á, cái sự phản đối của cây nó ghê gớm lắm. Chúng ta vô gần, chúng ta vừa tác ý để chặt cây thì chúng ta thấy rằng cái khí nó khác nếu chúng ta ở giữa rừng sâu. Còn nếu chúng ta có cái tâm mà thương yêu, chúng ta vuốt ve, chúng ta mơn trớn, chúng ta quý cánh rừng đó, tự động chúng ta nghe cái khí khác ngay vị trí mình đang ở liền.
cái loài cây nó có cái đó chứ không phải là không. Ví dụ như có những cái cây mọc gần nhà, những cái cây mà mình đã từng nuôi trồng mình chết rồi, cái là cây đó có khả năng chết theo thì nó có một cái gì đó. Hoặc là chúng ta đi xa về á, những cái cây mà chúng ta thường chăm sóc nó, chúng ta đi xa về, nếu mà chúng ta có cặp mắt một chút, chúng ta sẽ thấy cái sự mừng vui nó đón chào mình rõ ràng lắm. Ngay cả cái giường mình ngủ, ngay cả những cái giọt nước quý vị á, bữa nào mà chúng ta tắm đi thì chúng ta với cái lòng tri ân tràn ngập cái giọt nước đang xối lên mình sẽ thấy khác. Còn chúng ta tắm một cách vô tình, chúng ta thấy nước đến với cơ thể chúng ta nó khác lắm. Nước là cái người nhạy cảm nhất, hay là nước dễ nhận diện ra được chúng ta thương hay là chúng ta ghét nó ngay tại chỗ đó. Cho nên đó là tất cả những cái vật chất trong vũ trụ này, ở trong một cái nhất chân pháp giới thì nó đang chân, chỉ có cái đầu mình nó không có chân thôi. Chứ mọi vật nó đang ở cái vị trí đó, mọi vật nó đang như, nhưng mà mình không chịu như để mình tiếp xúc mọi vật, thành ra mọi vật nó bóp méo theo cái kiến thức, cái ý thức của mình. Chứ tất cả một cái nó đang như. Cho nên cái câu phục nguyện mà tình dữ vô tình đều thành Phật đạo, câu đó hết sức là tuyệt vời. Và vạn pháp nó vốn tự như như thế. Mình bị sai lệch do tâm thức uống nắng của mình bóp méo, bẻ cong, uống vại sự vật, sự việc khi chúng ta đối diện, để nó thành có, thành không, thành phải, thành quấy, thành đúng, thành sai, thành hay, thành dở, thành buồn, thương và ghét, chúng ta thành hai, thành ba, thành đủ thứ là do mình. Chứ còn khi mà chúng ta sống đúng sự thật rồi thì mỗi cái nó vốn là như, nó vốn là như rồi. Cho nên chúng ta không thể sống khác cái như được. Khi mà chúng ta nhận được việc này rồi thì không cách nào chúng ta sống khác được. Chứ không phải là mình cố gắng mình sống cho như là không đúng. Tức là khi mà mình đã hiểu cái như là cái thật rồi á, mình nghĩ cái như này là đạo lý rồi, và mình chấp nhận cái như là đạo lý rồi, qua cái niềm tin của mình với một cái vị giảng sư, hoặc là qua quyển kinh, mình hiểu được cái như là đạo lý. Nhưng mà mình chưa ngộ ra được cái như thì mình gắng mình sống làm sao cho thành như, tức là nó không như được. Cố gắng thì không thành như. Cái như này không phải là một sự tập luyện, không phải là một sự gò ép trong công phu, mà như vốn là tự như. Mình không khác như được, vì tất cả vạn hữu đố lốn giống là như rồi. Thì bây giờ mình là như để thấy, mình là như để nghe, mình như để ngửi, mình như để nghiếm, như để xúc chạm, và như để hay biết tất cả ý niệm. Thì tất cả mọi cái đều là như. Khi chúng ta bằng cái như để chúng ta tiếp xúc thì nó sẽ trả lời bằng cái như cho chính mình. Thì vậy là mình không khác như, và vạn pháp cũng không khác như. Cho nên chúng ta đã ở trong cái môi trường như tuyệt đối. Nhưng mà tại mình không hay ra thôi, không hay ra được cái sự thật là mình đang ở trong môi trường đó. Thành ra mình thấy mình độ người này, mình thấy mình độ người kia, tức là đã gì? Đã có ngã, đã có ngã. Nhưng mà Đức Phật nói có ngã, nhưng mà ngã đó không phải là ngã. Nhưng mà mình ảo, cho mình có cái ảo ngã. Do cái sự chấp trước của mình, mình có một cái ảo giác, mình có một cái ngã gì đó, chứ thực sự ngã nó không có thật. Nói muốn tu tập để cho ngã nó biến thành không á, thì phải dứt trừ cái ngã chấp này của mình. Nhưng mà nếu chúng ta không có thấy được cái ngã nó thực sự nó là ảo thì không cách nào chúng ta công phu. Nếu mình thấy cái ngã này là thật và mình tu để cho cái ngã này là hết đó, thì muôn đời chúng ta không có cách nào giải quyết được. Cho nên khi mà chúng ta ngộ được cái như rồi thì tất cả vạn hữu đều là như, thì nó không có cái ngã riêng. Chúng ta không thể riêng được. Nếu một ngày nào thấy có riêng mình, thấy có mình khác với cái khoảng hư không này, tức là chúng ta rớt xuống ảo ngã. Chúng ta đã rớt xuống ảo ngã, chúng ta ngầm nghĩ là có mình ở đây. Thì cái đó là cái mà khiến cho chúng ta phải khổ đau giữa cuộc đời này. Chứ sự thật thì mình không có cái đó. Cái thật là không có ngã. Ngã nó chỉ là cái ảo thôi. Cho nên nó xưng là ta, xưng là người, nó chỉ là một cái ảo do vọng thức của mình sanh ra. Nếu mình không chấp cái ảo đó thì cái vọng thức sanh ra nó liền biến thành như. Đây là một cái chỗ khác của người ngộ và người không ngộ. Đó, cho nên là nếu một người sáng mắt mà ngồi để nhìn duyên cảnh, nó khác với một người chưa sáng mắt. Người chưa sáng mắt thì nhìn thấy có này có kia, có ta có người, có phải có quấy liền, có hay có dở, có đẹp có xấu liền. Nhưng mà người sáng mắt vẫn thấy vạn vật, nhưng mà nó luôn ở trong trạng thái như. Họ không thể nào sống khác hơn nữa được. Tức là đã rớt xuống nước rồi thì đừng có nói là tôi phải khô, không có chuyện đó đâu, bị ướt. Ra một người ngộ tánh là bị rớt trong cái như, cho nên là họ bị như. Họ không cách nào khác như được.
Thì lúc đó là không có ta ở người, cho nên là không có mình để độ chúng sanh. Hoàn toàn không thể có. Một mảy may hiện ra là mình thì chúng ta đã rớt xuống cái ảo giác rồi, chúng ta ảo tưởng rồi. Cho nên khi nào mình thấy có mình thì mình thấy có khổ, mình thấy có mình vui, mình thấy có mình được, mình thấy có mình mất, mình thấy có này có kia là cũng đều do mình. Thật ra khi mà chúng ta đã thấy cái do mình á, cái mình đó là thực sự ảo, nó không phải là cái riêng. Chúng ta phá được cái riêng của cái ảo á thì chúng ta thành cái vũ trụ này. Chúng ta nhìn cái bàn, chúng ta thành cái bàn, thành tượng Phật, thành bành bông, thành cái lá, thành cái hoa, thành ánh nắng, thành ngọn gió, chúng ta thành vũ trụ này, không phải là hai nữa. Thì vậy là khi gió thổi đến ta thì liền là như vậy để mà cảm nhận. Thì lúc đó quý vị mới thấy một cái điều hết sức đặc biệt, chúng ta không phải chai lì như bây giờ. Quý vị sẽ rung động đến mức độ cực đỉnh của tất cả những cái duyên cảnh. Đây là một điều rất là lạ. Ví dụ tượng Phật bây giờ mình nhìn mình thấy đẹp xấu là do cái phân biệt của con mắt mình thôi. Một tượng bằng mũ như vậy, cái giá trị chẳng có gì đâu. Nhưng mà khi chúng ta rớt vào cái trạng thái đó rồi đó, là một viên kim cương cũng có giá trị không hơn tượng Phật này. Viên kim cương không có giá trị hơn cái đọt nhỏ của cành lá này. Cho nên cái phút đó chúng ta mới thấy cái bình đẳng pháp giới một cách tuyệt đối. Cái phút giây đó đó chúng ta mới nhận ra. Chứ không phải là do cái so sánh cái này nó không có cao hơn cái kia không cao hơn cái nọ. Không phải là so sánh nha. Lúc đó nó mất đi cái sự so sánh rồi thì vạn vật tuyệt đối đẹp. Đây là một cảnh giới rất là đặc biệt. Cái khoảng hư không này á, bây giờ mình thấy nó là không, nhưng mà phút giây đó nó rực sáng, nó đẹp tuyệt trần, khiến cho chúng ta rớt vào một cái cảnh giác, một cái sự rung động một cách tuyệt đối để tương đồng với vũ trụ này, để hòa động vũ trụ này. Khi một phen chúng ta hòa đồng vũ trụ này, chúng ta thấy là một cái đẹp á, mà ngôn ngữ trần gian chưa có cái lời nào có thể diễn tả được một phần tỷ lý thừa tỷ của cái đẹp hiện hữu của một cái chót lá này nữa. Thì ra vàng bạc kim cương sa cừ mã não san hô hổ phách gì nó lúc đó đó nó cũng không hơn cành lá này. Đó là một điều bình đẳng thực sự. Cho nên phút giây đó mình mới hiểu thế nào là bình đẳng pháp giới. Chứ mình không rớt vào phút giây đó, mình chỉ là so sánh thôi. Bây giờ là tượng Phật này cũng quyển, lá này cũng quyển, đúng không? Nếu tượng Phật có hiện ra mốt nó cũng biến thành không, rồi lá này hiện ra mốt biến thành không. Cho nên nó cái giá trị nó là quyển giả với nhau, không phải vậy. Chúng ta không phải so sánh như vậy. Mất hết tất cả những sự so sánh thì phút giây đó nó mới hiện cái bình đẳng. Còn so sánh thì không cách nào bình đẳng được. Cho nên chúng ta không thể quán nó như quyển, không thể nó quán nó thành không. Chứ nếu chúng ta quán như quyển, quán thành không, để thằng này là không thì cái tượng Phật này cũng là không, rồi cái bàn cũng không, cái ghế là không, tức là tất cả mọi cái đều là tánh không. Ta kết luận đều là tánh không, cho nên nó bình đẳng không phải. Đó là sự so sánh, mà so sánh thì không thể bình đẳng được. Tại ra mỗi phen mà chúng ta dứt trừ hết tất cả những so sánh riêng tư của mình rồi thì vạn pháp liều hiện một cái bình đẳng tuyệt đối. Lúc đó chúng ta mới hiểu là bình đẳng pháp giới toàn chân là cái gì. Mà đó là một sự thật, một cảnh giới thật, chứ không phải là tưởng tượng. Hết đi cái tưởng thì mới có lòi ra cái này. Còn nếu mà còn tưởng thì cái này hoàn toàn không có đâu. Nói cho nên là cái chỗ mà Đức Phật nói là Đức Phật không còn cái Như Lai á, cái Như Lai không phải là riêng tư nữa. Cho nên những cái gì hiện ra trong Như Lai đều biến thành Như Lai, chứ không phải là Như Lai làm cho cái vọng niệm nó thành Như Lai. Chúng ta nên thấy điều này. Và đây là một điều rất thật nha. Nếu bây giờ chúng ta ngồi mà chúng ta nhìn lại đi, nhìn lại trong tâm của mình là mình nhớ cảnh này, nhớ cái duyên kia, nhớ lời nói nọ, nhớ hình bóng này đẹp, nhớ cái kia xấu, vân vân, tất cả những cái nhớ nghĩ đó đó, mà trong lúc chúng ta không có hề để ý tới nó có khởi không? Có. Hoàn toàn không để ý. Lúc này là lúc mà mình chuẩn bị nghe giảng thôi, nhưng mà trong đầu mình có khởi ý nghĩ không? Có, rõ ràng. Nhưng mà bây giờ mình làm gì cho ý nó mất? Những ý niệm đó mình làm gì cho nó mất à? Còn không? Bây giờ ví dụ như nãy giờ những ý nghĩ nó khởi lên còn không? Nó mất rõ ràng nha, nó không còn. Không ai giữ lại được một ý niệm cả. Đây ai có giữ được một ý niệm được không? Một ý niệm chúng ta giữ không được thì chúng ta không có thể có được hai ý niệm. Thì vậy là con người mình không có dễ thể gọi là loạn tưởng được. Nhưng mà mình tu mình cứ nói là tôi ngồi thiền cái loạn tưởng xảy ra ùng ùng. Không có ùng ùng, một niệm còn không được. Giữ lại giữ còn không được. Thì vậy là không phải là do ai tác động mà cái này nó mất. Chúng ta thấy được điều này không? Cho nên cái nhanh nhất là chúng ta phải thấy được như nó hiện hữu. Thấy không?
Khi nó chưa hiện hữu thì chúng ta thấy là như chưa hiện hữu. Và khi nó hiện hữu là chúng ta phải bằng cái như để thấy nó như đang hiện hữu. Và nó tự mất thì chúng ta phải thấy như nó đang mất. Rồi như cái khác hiện hữu, như khoảng không, như hiện hữu mới. Thì vậy là chúng ta luôn như thế nào? Chúng ta là người luôn luôn mới. Cho nên tất cả những cái hiện hữu mới chúng ta đều tiếp nhận rõ ràng. Chứ không phải chúng ta là người chết ngắt, cứng đơ, để biết một cái như một cái là nó thành cứng đó luôn. Thì cái đó nó còn hoài, giống như một cục đá đông, nó còn một cục đó, không phải như vậy. Nhưng mà nó rất là linh động, trôi chảy giống như dòng nước. Cho nên là mỗi một cái sát na là mỗi một cái thấy mới của mình về vạn pháp. Và vạn pháp luôn luôn mới, vì mình đang sống trong một sức sống mãnh liệt. Và sức sống mãnh liệt đó không dừng trụ, gọi là vô trụ. Mà không cái không trụ đó nó luôn luôn mới, luôn luôn sáng, luôn luôn rõ biết. Và không dính mắc được, không tù động lại được. Thì đó là đạo. Cái đạo là một cái gì nó sống động hiện tiền mà không bị vướng lại. Cho nên lúc nào bị vướng cái gì đó thì biết rằng mình đã rời đạo lý, rời sự thật. Tự nhiên mình nghe mình giận người kia là mình đã rời sự thật rồi. Mình buồn người kia là mình đã rời sự thật. Mình nhớ, mình thương cái gì là mình đã rời sự thật. Tại vì đạo lý lúc này nó không còn là cái chuyện hồi nãy nữa. Mặc dù nói Phật hàng triệu tiếng, nhưng mỗi tiếng Phật đều là mới. Cho nên khi mình nhìn sự vật, ví dụ như mình ngồi mình ngắm tượng Phật như thế này, là cứ nhìn như vậy thì nó luôn luôn mới với mình. Chứ không phải cái tượng này là cái tượng này, nó còn hoài cái hình bóng đó là mình sai. Mình nhìn một người thì người đó luôn luôn mới với mình, mặc dù là chạm mặt liên tục hoặc là ngồi đối diện liên tục mà nó không thành mới là mình đã sai rồi. Ở đây là chỗ mà chúng ta mới thấy đặc biệt. Cho nên sở dĩ mà người này sống chung với người kia một thời gian cảm thấy mặt cũ rồi chán, kiếm người khác là đã sai rồi. Tức là cái người đối diện chúng ta luôn luôn mới và luôn luôn đẹp. Cái mới, cái đẹp hiện tiền sinh so như mùa xuân như vậy. Không có phút chốc nào đối với cái người đối diện với mình là cũ hết. Là chúng ta đang đúng. Nhà cửa cảnh duyên chúng ta cũng vậy. Mặc dù chúng ta đi tới đi lui cứ thấy nhà, thấy cửa, thấy tất cả những cái mà mình đã thấy quen thuộc, nhưng mà nó luôn luôn khác. Trong cái thời khắc mới, trong cái khoảnh khắc mới, mà từng khoảnh khắc tôi trôi qua dùng dục nó luôn luôn mới. Cho nên cái phút mà chúng ta thấy hiện tiền như thế này á, cái hiện tiền, cái như nó hiện ra là nó không có thời gian. Chúng ta rớt cho thời gian tức là chúng ta đã rớt xuống cái tầng sai biệt của ý thức rồi. Cho nên ngay cái thấy hiện tiền như này là không có thời gian và cũng không có không gian. Cái chỗ đạo lý nó có một cái đặc biệt đó. Nhưng mà cái tâm thức á, thì luôn luôn có cái khoảng không gian. Từ mình cho tới tượng Phật có khoảng không gian, đúng không? Và mình nhìn hồi nãy nó khác với nhìn bây giờ. Tức là nó có thời gian, có thời gian. Nhưng mình nhìn á, là mỗi cái luôn luôn hiện tiền thì thời gian không có. Nhưng mà nhìn cảnh duyên không thành hiện tiền với mình là nó có thời gian. Ví dụ như đi, biết đi có thời gian không? Có. Có nhiều luôn á, nhiều quá nhiều thời gian. Không phải đi mà biết đi. Đi như đi. Đi như thế mà đi, giở tay như thế mà giở tay, để tay xuống là như thế. Cái từ cái khoảng trên này nó như vậy, nhích một chút nó như vậy, nhích một chút như vậy, nhích một chút như vậy, nhích một chút như vậy. Tức là từng khoảnh khắc mà dao động của cái tay của mình là mình như từng khoảnh khắc một. Cho nên người sống đúng như là từng khoảnh khắc đều như. Và từng khoảnh khắc như thì từng khoảnh khắc chúng ta luôn luôn mới mẻ và hiện tiền đó. Hiện tiền mà mới mẻ và hiện tiền dung dục cái chuyển vận của nó thì chúng ta cũng luôn rõ biết bằng cái như vùng vục, chứ không có sai lầm. Thành ra khi mà cái trí tuệ chúng ta hết, một người tu thiền á, một người tu thiền thực sự là rất là sắc. Sắc giống như Ngài Lâm Tế nói là khi mà đá sẹt điện nhán là đủ để biện biệt kịp. Nhưng mình nhiều khi mình thấy sẹt ở ngoài trời mình không có kịp thấy là nó mất rồi. Nhưng mà đối với người tu thiền là đã biện biệt được nó một cách rõ ràng. Hai cục đá chạm nhau, sẹt miếng lửa biện biệt được liền. Trí tuệ hết sức là sắc sảo, linh thông, nhạy bén và chuẩn xác. Thì đó mới là cái trí tuệ của người tu thiền. Người tu thiền không thể chậm lục được. Cho nên chúng ta thấy những cái giai thoại của các thiền sư nói ông này nói một câu là ông kia trả lời liền tại chỗ, không có suy nghĩ, suy nghĩ là sai. Nhưng mà không có câu trả lời nào mà sai với đạo lý cả. Thiền sư mà nếu mà chúng ta nhìn cái pháp hội thật á, chúng ta thấy rằng tất cả các vị thiền sư nói mình không có kịp cái đầu để mình nghe nữa. Chứ đừng có nói là suy nghĩ. Tức là ông này hỏi ông kia trả lời, ông kia hỏi ông nọ trả lời liên tục cũng tục vậy. Còn sở dĩ mà chúng ta nói thành lời, đấy là rớt xuống tầng ngoài của tưởng ấm rồi. Tầng ngoài tưởng ấm thì nó chậm lắm.
Ví dụ như cái những người mà có nghe những cái đĩa giảng chúng tôi nói về ngủ ngủ ấm như trong cái bộ Bát Đại Nhân Giác hoặc là Tứ Niệm Xứ á, thì cái vận hành của hành ấm nó khủng khiếp lắm, giống như nguyên một cái biển mênh mông vậy. Còn cái tưởng nó giống như một hai hồng bọt nổi lơ khơi vậy thôi. Ví dụ như bây giờ mình nhìn một cái là mình thấy tùm lum chuyện, hàng ngàn chuyện. Đối diện với một người đó là mình biết người đó là Nguyễn Văn A, xứ sở ở đâu, rồi là hồi đó mình gặp ổng ở đâu, mình nói chuyện gì, lúc mình nói chuyện mình thương hay là mình ghét vân vân. Nó làm một cái rẹt, cái là xong rồi. Thì cái bắt đầu hàng tưởng nó mới lại đối diện với người đó, nói là anh, là anh Sơn á hả, anh khỏe không? Đúng không? Thì cái chuyện rất là chậm, thì nó đã rớt vào cái tầng của tưởng ấm rồi. Cho nên mình nói là khi mà Đức Phật cũng như tất cả các vị Bồ Tát mà cái phút giây rớt vào, hòa nhập vào cái toàn tri đó, thì cái phút chốc đó Đức Phật sử dụng cái bài, cái ngôn ngữ gốc để thuyết pháp cho mười vương pháp giới nghe một lượt. Thật ra trong cái phẩm mà Tùng Địa Dũng Sức á, thì Như Lai đã độ cho tất cả các vị Đại Bồ Tát mà trong chúng hội này không biết. Không phải là Đức Phật không có hành đạo cái kiểu đó đâu, có rồi. Tức là trong cái khoảnh khắc mà thành đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, một phen Đức Phật sử dụng một cái loại ngôn ngữ gọi là ngôn ngữ gốc đó, nó thông hết tất cả mười phương pháp giới này. Chứ không phải ngôn ngữ người Việt nói cho người Việt nghe, không phải như vậy. Khi mà nhập trong pháp giới tánh toàn chân rồi thì cái ngôn ngữ xuất phát từ cái bể tánh thanh tịnh toàn chân đó, nó đi đến được tất cả các cõi. Giống như bây giờ khoa học bắt đầu họ làm được một cái điều rồi, đúng không? Tức là bây giờ họ ở một cái hội trường mà có 100 nước tham dự ha. Thì vậy là chúng ta cứ mở máy và mở cái tiếng nước của mình, thì cha kia cha nói tiếng Tàu, mình cũng nghe được tiếng Việt, mình cũng hiểu được. Cha nói tiếng Anh, mình cũng hiểu được tiếng Việt. Và lúc đó 100 người ở trong hội chúng đó nghe bằng 100 thứ tiếng thì họ cũng làm được điều này rồi. Làm được này. Một tiếng có thể đến với 100 người, đúng không? Khoa học nó cũng đã làm lém lém được những cái chuyện này rồi. Nhưng mà ngày xưa Đức Phật khủng khiếp. Đức Phật cái phút mà nhập trong pháp giới tánh toàn chân á, thì phút chốc đó là Đức Phật đã thuyết bài pháp về Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Thì chư Bồ Tát ở mười phương có những người bị bế tắc, không giải quyết được, không tiến hóa được công phu. Thì bằng bài pháp này Đức Phật phá vỡ cho họ, họ có liền ngộ đạo, chứng thành đạo quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, tức là khai thị các vị Bồ Tát đó. Và bằng ánh sáng đó, bằng ánh sáng đó mà một điều rất lạ là cái phút chốc Đức Phật chỉ an trú trong đó thôi, thì ánh sáng đó tới hết mười phương pháp giới rồi. Ví dụ như có những cõi mà họ nghe bằng ánh sáng, dù ánh sáng màu vàng hiện ra thì ý nghĩa gì, ánh sáng màu xanh hiện ra ý nghĩa gì, ánh sáng màu đỏ hiện ra ý nghĩa gì. Thì có những cõi họ tiếp xúc với nhau, họ giao tiếp với nhau bằng loại ánh sáng đó. Thì vậy là cái ánh sáng của Đức Phật sẽ đến với họ và khai thị cho họ bằng cái thứ này. Thì chính họ có một điều lạ là giống như Đức Phật trực tiếp thuyết pháp cho họ nghe. Tất cả những chúng sanh ở trong cái cõi nước của mình như đang hiện trước mặt Đức Phật để Đức Phật trực tiếp thuyết pháp cho họ. Và tất cả các cõi đều cảm nhận như nhau như vậy hết. Ví dụ như có cái cõi mà cảm động bằng cái sự rung thôi. Ví dụ như cái giao tiếp của họ là một cái sự rung, thì cái rung nhẹ là sao? Rung mạnh là nói ý nghĩa gì? Rung vừa vừa nói ý nghĩa gì? Thì vậy là phút chốc đó Đức Phật đến đó bằng cái rung đó để cho tất cả chúng sanh trong cõi đó nhận được bài pháp bằng cái kiểu rung đó. Họ hiểu được Phật pháp là gì và họ ngộ đạo theo cái kiểu rung đó. Và họ có cái cảm nhận là Đức Phật cũng trực tiếp nói chuyện riêng với mình. Lúc Đức Phật thuyết ngôn ngữ gốc là như vậy. Thì như vậy thì khi mà Đức Phật chuẩn bị á, thuyết một bài pháp cho thính chúng ở tại đất nước Ấn Độ. Ví dụ như Đức Phật chuẩn bị thuyết pháp ở tại tỉnh Sát Kỳ Viên, thì Đức Phật đã thuyết thằng hà số bài pháp khác rồi. Khi mà Đức Phật đã vừa ngồi xuống là Đức Phật đã thuyết pháp đó rồi. Trong một sát na tâm thôi là tất cả những bài pháp Đức Phật đã đi tới mười phương pháp giới rồi. Đã đến tất cả các vị Đại Bồ Tát, những vị Bồ Tát nhỏ nhỏ, các vị Bồ Tát vừa vừa, các vị Bồ Tát mới phát tâm, các vị Bồ Tát chưa phát tâm đều nghe Đức Phật khai thị hết rồi. Thì Đức Phật mới nói là này các tỳ kheo, hôm nay ta mới nói cho các ngươi nghe là cái lý nhân duyên như thế nào. Cái này có thì cái kia có, cái này không thì cái kia không.
cái này sanh thì cái kia sanh, cái kia này diệt thì cái kia diệt, là Đức Phật đã thuyết hàng triệu bài pháp cho tất cả các cõi nghe nữa rồi. Thì nói là các vị kheo, nếu như một người này sẽ quán theo cái kiểu chiều hoàng sanh đó, thì vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên sắc, sắc duyên lục nhập vân vân, thì Đức Phật thuyết hàng triệu bài pháp khác nữa rồi. Nhưng mà thành ngôn ngữ của người phàm á, nó chậm. Trở thành ngôn ngữ riêng cho cái người Ấn Độ nghe thì nó chậm. Giống như mình nói chuyện mà tiếng Việt nghe, ví dụ như bây giờ nếu mà đem máy để mà đo á, thì cái vận hành của cái hành của mình nó trải qua hàng tỷ thì mình mới nói được một lời ở đây thôi. Tức là mình chắt lọc để nói với nhau nghe mà hiểu được cái chuyện mình muốn nói á, thì nó đã rớt tới hàng tỷ lời rồi thì mình mới ra một lời à. Chúng ta nói là một tỷ là ít á. Thì khi mà người ta nhập trong pháp giới tánh, ta sử dụng toàn triệt cái sự vận hành này. Và một điều đặc biệt là cái phút mà người ta nhập trong pháp giới tánh thì nó sẽ thông đồng mười phương pháp giới, để cho tất cả chúng sanh đều nghe được bài pháp đó. Nhưng cõi này thì mình trực tiếp nghe những cái lời này. Cõi này nghe được tiếng lời này, nhưng mà nó sẽ tới tất cả các cõi bằng một cái lời pháp ở cái ngôn ngữ gốc kia. Thành ra cái từ mà gọi là Đức Phật tùy căn cơ trình độ thuyết pháp, chúng ta không thể hiểu giảng là thượng căn thì thuyết pháp theo kiểu thượng căn, rồi trung căn thuyết pháp kiểu trung căn, hạ căn thuyết pháp kiểu hạ căn, hồi xưa là chúng ta đã sai lầm rồi. Chúng ta không hiểu nổi là tùy căn cơ trình độ thuyết pháp của Đức Phật đâu. Cái đầu chúng ta bình thường chúng ta không thể nào hiểu nổi. Thật ra cái phút chốc mà nhập tánh, phút chốc mà Đức Phật ở cảnh giới Tỳ Lô Giá Na để thuyết pháp, thiết bản kinh Quan Nghiêm cho chư Đại Bồ Tát nghe, thì phút chốc đó người phàm không nghe được. Cho tới cái thời của Ngài Long Thọ, Ngài một phen ngộ đạo nhập trong cái pháp giới tánh toàn chân, thì phút chốc đó là nó hết thời gian. Cho nên cái chuyện Đức Phật thuyết pháp mấy trăm năm, mấy ngàn năm về trước là Ngài nghe được không sót chữ nào. Thì Ngài nghe bài pháp đầu tiên là Đức Phật thuyết bản kinh Quan Nghiêm, Ngài mới chuyển từ cái ngôn ngữ gốc trong cảnh giới Tỳ Lô Giá Na chuyển thành ngôn ngữ của người phàm, để bây giờ mình mới có bản kinh Quan Nghiêm. Chứ bản kinh Quan Nghiêm Đức Phật không nói bằng ngôn ngữ người phàm cho cái cõi phàm này nghe. Đức Phật ở trong cảnh giới Tỳ Lô Giá Na, thì người nào nhập trong cảnh giới Tỳ Lô Giá Na mới cảm nhận được bài pháp đó. Ngài Long Thọ nhập trong cảnh giới Tỳ Lô Giá Na, cảm nhận được bài pháp này và chuyển thành kinh Quan Nghiêm. Và những bản kinh đại thừa đều như thế. Cho nên bây giờ các cái nhà nghiên cứu Phật học á, cho rằng bài pháp này không phải Phật nói, tôi nói đúng chứ không sai. Đức Phật không dùng ngôn ngữ người phàm để nói tại Ấn Độ, nhưng Đức Phật ở trong cảnh giới Tỳ Lô Giá Na thuyết cho chư Đại Bồ Tát nghe. Thì vậy nếu anh muốn hiểu được cái bản kinh Quan Nghiêm, bản kinh Pháp Hoa, bản kinh Pháp ở nhập Niết Bàn gì của Đại Niết Bàn của Đức Phật á, tất cả những bản kinh Đại Thừa, thì anh đến khi mà nhập trong định Đại Thừa anh mới biết lời đó là ai nói. Còn bây giờ đừng có dùng cái đầu của người phàm để bình luận là chúng ta đã sai lầm. Cho nên các cái nhà nghiên cứu ngôn ngữ học thì họ cho rằng sau thời Đức Phật mới có cái loại ngôn ngữ của kinh điển Đại Thừa. Họ kết luận rằng lời đó không phải Phật nói. Tôi nói đúng chứ không sai, đúng về mặt cái thời gian để có bản kinh này thì là đúng. Nhưng mà nói là không phải Phật thuyết là anh sai. Tại anh chưa đủ cái trình độ để nhập trong cảnh giới Tỳ Lô Giá Na, thì anh không biết bài pháp này là ai nói. Chừng nào anh nhập trong cảnh giới Tỳ Lô Giá Na thì anh biết rằng đó là lời của chư Phật nói. Cho nên những nhà ngôn ngữ học nó không biết tới cái chuyện này. Nó chỉ học, nó nghiên cứu là cái niên đại nào thì ngôn ngữ này có mặt, niên đại nào ngôn ngữ khi có mặt. Cho nên nó chê là kinh điển Đại Thừa không phải là Phật nói, mình không cãi với nó. Tức nó là Đức Phật không nói bằng ngôn ngữ người phàm. Ở bản kinh Quan Nghiêm Đức Phật không nói bằng ngôn ngữ người phàm, mà do tới Ngài Long Thọ Ngài chuyển từ cái ngôn ngữ gốc kia kìa trở thành ngôn ngữ người phàm cho cõi này học. Tại Ngài thấy cái bản kinh Quan Nghiêm hay quá. Những bản kinh Đại Thừa khác cũng vậy. Chứ không phải không có cái chuyện Phật nói mà ai bịa ra, không phải như vậy. Mà Ngài Long Thọ còn nhận được một cái hệ thống mật tạng. Hệ thống mật tạng tới Ngài Long Thọ mới có. Đây là một cái chuyện mà chúng tôi nói, nếu mà nói về lịch sử sẽ có nhiều sự tranh cãi. Và nhất là bản kinh Quan Nghiêm mà chúng tôi nói kiểu này là sau này nhiều người tranh cãi lắm. Nhưng mà khi đã ở trong cảnh giới đó thì chúng ta mới biết được chuyện này. Thì Ngài Long Thọ cũng vậy, Ngài nhập trong cảnh giới Tỳ Lô Giá Na, Ngài thấy cái có một cái Đức Phật thuyết pháp theo kiểu này và người ta có thể tu tập được trong cõi của mình. Cho nên Ngài Long Thọ mới đem ngôn ngữ của mật tạng, mới có mật tông kể từ Ngài Long Thọ, trước Ngài Long Thọ là không có. Cho nên tất cả những người tu mật tông phải đem Ngài Long Thọ thờ làm tổ. Và Ngài Long Thọ thì nếu mà mọi người tu mật tông chân chánh như hôm trước mình nói là
người đó phải thông kinh Quan Âm, thông Đại Bổ Tích, thông Đại Trí Vô Lượng, thông Trung Quán Luận và thông Đại Bát Nhã, thì người đó mới là người tu mật tông chân chánh. Còn người tu mật tông không đủ sức để thuyết kinh Quan Âm thì người đó không phải là chân chánh. Chúng ta phải giao nói như vậy. Ra bây giờ chúng ta bị sai lầm, cứ là nghe trì cái này lên, nghe trì cái kia lên, nghe làm ăn được là cứ bu theo để mà tu mật tông thì coi chừng. Trừ trường hợp bây giờ một cái đại sư mật tông ra đời, ít ra ông phải thuyết về hiển giáo cho tôi nghe cái đã. Đầu tiên là bản kinh Quan Âm, ông thông cái lý, lý vô ngại, sự vô ngại, lý vô ngại, sự vô ngại như thế nào, ông nói cho tôi nghe đi. Hy vọng rằng tôi theo ông tôi học, nếu không nói được chuyện này tôi không học. Tại vì từ trong cái cảnh giới Tỳ Lô Giá Na, Đức Phật đã thuyết cái ngôn ngữ đó cho chư Đại Bồ Tát nghe, thì tất cả những người theo Đạo Phật phải nhận được cái ý chỉ của bản kinh Quan Âm là Đức Phật muốn nói cái điều gì. Và phải thông cái ý chỉ đó thì hy vọng mới có đủ sức làm cho chúng sanh giác ngộ. Còn không thông điều này theo họ coi chừng. Chúng ta có thể được cái gì đó, nhưng mà giác ngộ toàn triệt như Đức Phật nói là chúng ta không thể được đâu. Nếu mà người không đủ sức để phá vỡ cái ý nghĩa sâu nhất của bản kinh Lai Quan Âm, tức là không đập vỡ một hạt cát để lấy được một kinh lớn, thì chúng ta không có thể nào tu cái pháp nào xong cả. Cho có chứng đắc cỡ nào chúng ta chỉ là những người chừng hạn thôi. Thật ra chúng ta mới thấy rằng đến cái cảnh giới Như Lai thực thụ thì nó có khác với bình thường. Ra các vị Đại Thừa, các vị đi theo hiển giáo và đi theo Đại Thừa phát triển á, sở dĩ mà các vị có một số lý luận, có một loại số ngôn ngữ lý luận mà chê trách các vị cố chấp theo nguyên thủy á, nó cũng có lý của nó chứ không phải là không có. Tại các vị đã tới cảnh giới này, các vị dám nói. Còn những người mà học theo Đại Thừa mà chưa tới chỗ này mà nói á, thì có lỗi đúng không? Rồi Đức Phật vẫn chê. Nếu chê những người không có đi theo con đường giác ngộ thành Phật mà nửa đường chứng chút cho là đủ, chứng chút cho là đủ, thì được bị Đức Phật nó chê trách trong bản kinh Pháp Hoa rất là nhiều. Mà lời chê trách đó không có sai, không có sai đâu. Nó có cái điều rất rõ ràng ở trong đó. Thế thật ra ở đây Đức Phật thấy là, chúng ta thấy rằng Đức Phật muốn nói cho chúng ta một điều rất rõ ràng là cái cảnh giới Tỳ Lô Giá Na thật sự, cái cảnh giới Như Lai thật sự là nó không có hai. Không có ta, không có người. Cho nên là không có chúng sanh để mình độ. Thật ra hồi đầu mới vào bản Kinh Kim Cang là độ vô lượng vô số chúng sanh, độ vô lượng vô số vô biên chúng hữu tình, mà không có một chúng sanh thật được diệt độ thì chúng ta giảng theo một kiểu khác. Vì chúng ta gọi là người mới nhập môn, mới nhập môn để hiểu cái chuyện đó như vậy. Nhưng mà tới cảnh giới này chúng ta không thể giảng kiểu đó được. Nếu giảng kiểu đó là nó thấp giá của Kinh Kim Cang thực sự. Đoạn này là chúng ta phải vượt ra ngoài cái đối đãi để chúng ta có thể nói được ra cái ý nghĩa này. Chứ nếu không là chúng ta sẽ bị hiểu theo cái kiểu so sánh phân biệt, thì cái đoạn này chúng ta không có gỡ ra. Nên cho nên là đối với Đức Phật, ngã nó chỉ là ảo, nhân nó cũng chỉ là ảo, chúng sanh nó cũng chỉ là ảo thôi. Tức là tứ tướng đối với Đức Phật là ảo, một ảo tưởng của mình. Chứ còn thật ngã không có, thật chúng sanh không có, và thật thọ giả không có, không có cái thật đó. Và tận cùng cái ngã chúng ta tìm thì chúng ta thấy rõ ràng nó không có. Nếu chúng ta thấy kiểu mà quân quán để tìm thì ngã thật sự là không có. Thì người phàm phu tạm chấp nhận mình có khác người khác. Tại ra cái phút nào mà mình ngồi đây mình có cảm giác của mình khác người kia là chúng ta đã gì? Đã ngầm chấp ngã rồi. Ngầm chấp ngã, mà bản ngã chúng ta nhạy bén lắm. Vừa có một âm thanh cái mình có cảm giác là mình đang nghe âm thanh đó, đúng không? Vừa có cảm giác để mình là ở đây để mình nghe âm thanh kia, tức là chúng ta rớt xuống cái tầng của ảo ngã rồi. Mà cái đó nó nhạy lắm. Cho nên cái trí của Phật á là nó đi trước cái này. Cái nghe ban đầu á, khi mà chưa có cái ảo mình nó vẫn nhận diện âm thanh rất rõ. Cái thấy ban đầu chưa có bản ngã khẳng định á, thì nó cũng nhận rõ hình sắc. Bây giờ chúng ta thử nhìn một hình sắc, nhìn một cách vô tư mà đừng có khẳng định mình cũng vẫn thấy rõ nó. Mà khi mình không khẳng định mình thì mình sẽ không có đối tượng liền ngay chỗ đó. Tức là ngã pháp ngay cái nhìn nó là không, thì nó liền biến thành như. Nhưng mà ngay cái nhìn mình mà nó không có là như á, thì nó sẽ rớt xuống cái tầng phân biệt liền. Nó rất là lẹ.
Cho nên cái chớp nhoáng ban đầu chỗ đó không có ngã nhân chúng sanh và thọ giả. Như là cái phần kế tiếp là Đức Phật pháp thân chẳng phải là tướng. Chúng ta mới thấy là Đức Phật phá từng chỗ, từng chỗ, từng chỗ từ đầu tới giờ nha. Ví dụ như Đức Phật phá cái thân 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp Đức Phật rồi đúng không? Bằng cái tổng diện Đức Phật phá cái thế giới và chúng sanh rồi. Rồi Đức Phật phá cái ngã của mình, phá cái đẹp của mình, rồi phá cái lời nói pháp. Rồi tới đây á, là Đức Phật lại gần như đúc kết một cái đoạn dài. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Có thể do 32 tướng mà xem lấy Như Lai chăng? Tu Bồ Đề thưa rằng, như thế do 32 tướng mà xem thấy Như Lai. Phật bảo, này Tu Bồ Đề, nếu do 32 tướng mà xem thấy Như Lai thì chuyển lưng Thánh Vương tức là Như Lai rồi. Ngày Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, như chỗ hiểu của con qua nghĩa Phật nói, không nên do 32 tướng mà xem Như Lai. Khi ấy Thế Tôn nói bài kệ: nếu do sắc thấy ta, do âm thanh cầu ta, người ấy hành đạo tà, không thể thấy Như Lai. Đến đây Ngày Tu Bồ Đề vẫn bị Đức Phật gài. Cho nên các vị thiền sư á, có một câu rất là hay phải không? Tôi dạy các ông để đừng bị Phật tổ lừa. Dù Đức Phật có nói kiểu nào để mình không bị lừa thì mình mới là cái người giỏi. Nhưng ở đây Ngài Tu Bồ Đề bị Đức Phật gài. Đức Phật gài là ông có thể do 32 tướng mà thấy ta không? Thì Đức Phật là một người 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Nếu không do đó thấy Phật thì thấy cái gì? Không do đó thì thấy ra cái gì đúng không? Cho nên Ngài Tu Bồ Đề cũng đóng một cái vai mà phàm phu như mình. Nếu mà nhìn Đức Phật thì phải nhìn là một cái ông đầy đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp chứ nhìn bằng cái gì vậy? Nhưng mà Đức Phật vỡ là nếu như mà do 32 tướng tốt mà thấy ta thì chuyển lưng Thánh Vương tức là Như Lai rồi. Tại vì cái người mà cái phước tướng đầy đủ á, nếu ra đời mà không tu thành Phật thì làm chuyển lưng Thánh Vương. Làm chuyển lưng Thánh Vương là sẽ làm vua bốn châu thiên hạ. Đông Trắng Tấn Thần Châu, không? Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngu Quá Châu, Bắc Cô Lô Châu và Nam Thiện Bộ Châu. Cái cõi của chúng ta đang ở là cái cõi gọi là Nam Thiện Bộ Châu. Thì vậy là khi mọi người mà có đầy đủ 32 tướng tốt sẽ làm vua nguyên một cõi này chứ không phải một nước Việt Nam nha. Nguyên một cõi Nam Thiện Bộ Châu này, đồng thời sẽ làm vua luôn cõi Bắc Cô Lô Châu, Tây Ngu Quá Châu và Đông Thắng Thần Châu nữa. Và người này có một cái ngàn con ngựa, cái xe báo, có nghĩa là đi từ cõi mình mà qua tới cái cõi khác á, ví dụ qua tới cõi Bắc Cô Lô Châu là cái con voi báo đi trong tích tắc tới để điều hành ở cõi đó. Có nghĩa là cái sự vận hành nhanh hơn cái thần thông của Tề Thiên bay. Trong chớp nhoáng là từ Nam Thiện Bộ Châu có thể đi thẳng tới Bắc Cô Lô Châu, đi tới Tây Ngưu Quá Châu, tới Đông Thắng Thần Châu, quay về cõi Nam Thiện Bộ Châu mình trở lại đây. Thì là trong cái đường đi giáo hóa đó đó là độ tất cả chúng sanh bằng thập thiện. Tức là cái thời mà có một vị chuẩn lưng ra đời thì tất cả các cõi nước đều tu thập thiện. Mặc dù không chứng đạo lý nhưng mà vị này là đủ cái phước và đủ cái hiểu để làm cho chúng ta tu đúng thập thiện. Thì dùng thập thiện để mà độ cõi quốc của mình, bốn cõi này, nghe và tu đúng với thập thiện và cái cõi nước đó rất là hưng thịnh. Tất cả bốn cõi này đều được cái vị mà đủ 32 tướng tốt làm chuyển lưng Thánh Vương đó quản lý. Nhưng nếu người đó tu thì được thành Phật. Tức là ra đời mà đủ 32 tướng tốt thì tu mới có khả năng thành Phật ngay trong đời này. Đó, cho nên là đời này nếu mà chúng ta có tu, có ngộ đạo, chúng ta cũng không thể thành Phật được vì chúng ta chưa đủ 32 tướng tốt. Một cái tướng mà chúng ta không thể làm được là le lưỡi liếm đụng tới chân mày luôn. Ra ai mà nổ nói là cái gì tôi là Phật là cái gì cái gì, tôi kêu le lưỡi liếm thử rồi tới đâu rồi mình biết. Không đủ. Và cái thứ hai là tướng lông trắng giữa chân mày mình không có. Cái lông trắng giữa chân mày á nó sống cái sắn rồi, nếu mà nắm mà kéo ra nó rồi kéo ra là hằng hà sa số thế giới, chưa có hết cái cọng lông trắng nữa, mặc dầu thấy con chút ngay cái trán của Đức Phật. Và tới cái chuyện mà cái đỉnh nhục kế của Đức Phật á, mà chúng tôi có giảng mấy cái băng giảng khác á, tức là lúc đó Ngài Mục Kiền Liên chứng quả A-la-hán rồi. Có một hôm Ngài muốn coi cái nhục kế Đức Phật cao cỡ nào phải không? Ngài mới dẫn thần thông bay. Mà cứ bay hoài lên thì thấy nhục kế nó còn cao hoài, bay hoài lên bay lạc qua một cõi nước của một Đức Phật khác đang thuyết pháp cho các vị Đại Bồ Tát nghe. Mà các vị đó tôi nghĩ là chắc có thân hình ghê gớm lắm.
Cho nên trong chúng hội tự nhiên thấy một cái con sâu nó bò trên nó miệng bát á. Từ xưa là cái chuyện đó nó không có đâu, ở cõi nước này, tại cõi đó là chưa về có sâu bò. Thì có vị tỳ kheo không có giết con sâu đó mà bóc con sâu ra đưa Đức Phật ở cõi đó đó, nó đưa Đức Thế Tôn, tự nhiên đâu có con sâu nó tới cõi này. Cái Đức Phật nhìn thấy ngài Mục Kiền Liên nói không, ai à, cái đó là cái ông Mục Kiền Liên đệ tử lớn của Đức Phật Thích Ca ở cõi Ta Bà, vì muốn xem nhục kế Đức Như Lai mà dẫn thần thông bay riết lạc qua đây. Lạc qua tới cõi đó đâu biết đường về đâu. Thì lúc đó thì Mục Kiền Liên khóc quá trời, hướng về Đức Phật, nó đưa tới Thế Tôn, Đức Thế Tôn dùng thần thông kéo con về, chứ còn con giờ không biết cách để về được cái cõi Ta Bà rồi. Thì khi đó Đức Phật phóng một luồng hào quang tới đó, là Ngạ Nan nương hào quang đó bay trở về cõi Ta Bà. Thật ra là những cái tướng đó để có thể thành Phật là mình chưa có. Mình chưa có là biết mình có giỏi cỡ nào mình cũng là đệ tử của Phật. Muôn đời là đệ tử Phật, chưa thành Phật được trong đời này đâu. Đó thì vậy là rõ ràng khi mà Đức Phật á, có đủ tất cả những cái tướng để có thể thành một người là coi như đầy đủ cái phước báo của tam giới này. Cái phước báo mà tam giới này không thể có một người thứ hai so sánh được. Nói vậy chứ người chuyển lưng Thánh Vương lâu lắm mới có ra đời một lần, cũng mấy ngàn năm mới có một cái vị chuyển lưng Thánh Vương, thì giống như mấy ngàn năm mới có Đức Phật. Thì khi mà họ đủ 32 tướng tốt rồi tu thì thành Phật, mà không tu là chuyển lưng Thánh Vương. Cho nên Đức Phật hỏi ngài Tu Bồ Đề là nếu như ông mà nhìn 32 tướng tốt là Như Lai á, thì chuyển lưng Thánh Vương là Như Lai rồi chăng? Nhưng sự thật chuyển lưng Thánh Vương không thể làm Phật được. Đó, cho nên ngài Tu Bồ Đề mới quảng hốt bạch Phật rằng theo cái hiểu của con do lời Phật nói. Lúc này già dặt rồi, không có dám nói theo kiểu cứng rắn là thế này thế kia nữa, mà theo cái hiểu của con do lời Phật dạy là không thể do 32 tướng mà thấy Đức Như Lai. Lúc này là khiêm tốn đúng không? Phật nói con hiểu. Con hiểu cho nên con trình bày với Phật là không thể do 32 tướng mà thấy được Như Lai. Thì Đức Phật lại kết luận một cái bài kệ là nếu do sắc thấy ta, do âm thanh cầu ta, người ấy sẽ hành đạo tà, không thể thấy Như Lai được. Có nghĩa là sao? Nếu mà nhìn cái hình sắc mà nhận ra Đức Phật thì cái hình sắc đó là cái Phật gỗ, Phật xi măng, Phật gì đó chứ không phải Phật thật. Đúng không? Rồi cho mà âm thanh nào để mà biết được Phật thì âm thanh đó nó không phải là Phật thật. Và nếu cái người mà luôn luôn hướng ngoại để tìm Phật thì sao? Thì rõ ràng là đi lệch đường tà thôi chứ không chạy đường nào thấy. Phật không phải là do ngoài hình sắc, Phật không phải là nơi âm thanh, không phải như vậy. Mà Phật là cái người đang rõ hình sắc và âm thanh. Phật thì chỗ nào cũng có. Ở đây, khi mà chúng ta ngộ đạo rồi thì hình sắc cũng là Phật, âm thanh cũng là Phật. Nhưng mà lúc chúng ta chưa ngộ mà nơi cái hình sắc mà chúng ta tìm Phật thì không thể tìm được. Nơi âm thanh chúng ta tìm Phật thì cũng không thể tìm ra. Cho nên nếu mà tìm Phật nơi âm thanh và hình sắc thì Đức Phật xem như người đó là hành đạo tà. Tức là hướng ngoại để tìm cầu thì rõ ràng là tà chứ không phải là chánh nữa. Thật ra Đức Phật nói là nếu mà do sắc thấy ta thì rõ ràng là khi mà chúng ta thấy đạo á, cái phút chốc mà chúng ta nhập ở trong pháp giới tánh toàn chân á, phút đó mình đã mất rồi thì mới có thể nhập đạo được. Mà mình mất rồi thì đương nhiên là không có pháp bên ngoài, không có cái để bị mình thấy. Tức là khi mà mình nhìn một cái sự vật đó nha, mà mình nhìn hoài một sự vật hay với kiểu mà tu tập có chút công phu á, đây gọi là một cái tí công phu thôi. Bây giờ chúng ta bắt đầu nhìn sự vật trước mắt mình nè, mình nhìn một cách tổng diện, đừng có tập trung vào một cái gì riêng hết á. Mở mắt ra thì mọi cái đều hiện trong cái thấy của mình. Những cái gì nó lọt trong cái tầm thấy là chúng ta rõ hết, chúng ta đang thấy một cách rất rõ ràng như vậy. Nếu như chúng ta trụ một hình sắc thì sao? Thì chúng ta lệch sự thật liền. Còn không trụ hình sắc thì liền thành Như Lai. Những cái này chúng ta dễ làm luôn. Thử thực tập. Chúng ta thử thực tập cái điều này rất là dễ. Ví dụ như chúng ta mở mắt ra là thấy hết nè. Tất cả mọi cái đều hiện trong cái thấy của mình là mình thấy không sót cái gì hết đó. Mình đang rõ tất cả hình sắc đó. Nhưng nếu mà chúng ta thấy hết hình sắc một lượt á, tất cả những hình sắc trước mắt chúng ta thấy một lượt, ví dụ nhìn cho bông này không phải là thấy cái bông vàng đâu, không phải thấy cái bông trắng, hoặc là không phải thấy cái lá riêng,
mà nhìn một cái vừa bông vàng, vừa bông trắng, vừa lá, vừa cành chi chích của nó, và cái khoảng không giữa cành này với cành kia, cái màu sắc nó khác màu sắc kia vân vân, mình thấy rất rõ và thấy một lượt thì mình không có dính gì hết đó. Nhưng mà hồi cái mình thấy cái bông vàng này nó đẹp hơn bông đỏ, cái lá này nó dễ thương hơn lá kia đó, thì chúng ta đã rớt xuống hình sắc. Và rớt hình sắc thì tức là đã hướng ngoại tìm cầu, ngoài tâm có Phật tức là ma, cho nên gọi là hành đạo tà. Cho nên chúng ta đã trụ chấp nơi cảnh sắc là chúng ta đã rời đạo lý, thì Đức Phật xem đó là cái người hành đạo tà. Cho nên Phật không phải là do hình sắc mà có thể thấy được, không phải do âm thanh có thể tìm được, mà do cái rõ biết hình sắc và âm thanh mà chúng ta khéo có thể hay ra được sự thật đang rõ biết đó đó. Và giữa mình nhìn á, thứ nhất á, là không trụ riêng. Thứ hai chúng ta nhìn hồi là chúng ta mất mình. Nhìn làm sao mà hồi mất mình? Mất mình có nghĩa là sao? Nghĩa là mình không phải là mình, là người đang thấy và vật bị mình thấy. Làm sao mất cái đó đi? Khi chúng ta mất mình và người á, thì lúc đó ngã pháp mất. Ngã pháp mất tức là Như Lai hiện tiền. Còn lúc mà chúng ta nhìn còn có mình, còn có người, tức là còn có hình sắc và còn cách đang bị thấy á, thì nó vẫn còn là hai, tức là còn ngã còn pháp, thì Như Lai mất. Như Lai mất. Cho nên chúng ta nhìn làm sao mà mất mình, nghe làm sao mà không còn mình nữa, thì lúc đó là Như Lai hiện tiền. Phải không? Thì cái điều này là chúng ta cũng dễ tập, tức là mình thả lỏng mình một cách hoàn toàn, mình mở mắt ra, đừng có trụ đâu hết, là tất cả mọi cái đều đang được rõ biết của Như Lai, đang rất là rõ ràng. Như Lai đang hiện tiền, nhưng mà mình đâu có chịu hiện tiền ở chỗ đó đâu, cái mình muốn khác. Mình muốn khác, mình muốn có mình mới được, chứ nhìn mà không có khẳng định mình là không có được. Cho nên tập thấy mà không khẳng định mình ở đây và vật đằng kia, tập nghe mà không khẳng định mình ở đây và đằng kia, để mình tự xóa mình từ từ. Mình có gợn lên một cái chút mình khác với sự vật là mình khéo biết, để nó mất đi cái sự phân biệt này, mất đi cái sự khẳng định mình là trung tâm điểm của mọi cái. Và khi mất đi cái sự trung tâm điểm thì mình tự động mình tan thành mọi cái. Khi mình tan thành cái tượng Phật, mình tan thành cái bàn, mình tan thành lá, hoa đây, thì mình sẽ hết đối tượng. Và lúc đó là Như Lai. Còn thấy mà thấy còn gom mịn cục đây, tức là còn mình, còn người, thì sẽ là chúng sanh. Đó là chúng sanh. Thật ra muốn thành Phật hay thành chúng sanh dễ không? Đơn giản, rất là dễ. Chỉ cần một sát na thôi là Phật và chúng sanh đang thay đổi ngôi thứ liền. Nếu mà khéo một chút là mình là Phật, mà không khéo là chúng sanh liền, trong một sát na tâm thôi chứ không có lâu. Không đoạn, không diệt. Này Tứ Bồ Đề, nếu ông khởi nghĩ thế này, Như Lai chẳng do các tướng cụ túc được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tứ Bồ Đề chớ khởi nghĩ như thế ấy. Như Lai không do tướng cụ túc, tức là tướng đầy đủ, mà được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tứ Bồ Đề, nếu ông khởi nghĩ thế này, người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, nói các pháp đoạn diệt, chớ có khởi nghĩ này. Vì cớ sao? Vì người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác đối với pháp không có nói tướng đoạn diệt. Cái thứ nhất là ở trong kinh nói là Như Lai có đầy đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Thì bây giờ cái người nào á mà nói đó đúng hay sai? Đức Phật là người đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Đúng không sai phải không? Thì nếu mà một người không đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp thì người đó đời đó không thể chứng thành Phật quả được đâu. Nhưng mà có phải do 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp chứng được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác không? À. Thật ra trong ngôn ngữ có nhiều khi chúng ta bị dễ bị lừa đúng không? Thì rõ ràng là một Đức Phật thì luôn luôn là đầy đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Giống như trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà Long Nữ đang là Long Nữ vậy, mà muốn thành Phật thì phải không? Phải bay vào cõi giới khác, bay vào một đỉnh núi khác rồi chuyển thân đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp mới được thành Phật. Trong một khải móng tay là người đó có thể chuyển thân được. Thì ai ngồi đây một thân phàm có thể là chuyển thành 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp thì ở đây phải quỳ xuống lại liền, lại biến thành Phật liền. Nhưng mà ở đây Đức Phật là nói với tôi Bồ Đề là ngươi không thể do cái tướng cụ túc đó mà thấy Như Lai. Mặc dầu ta có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, nhưng mà muốn thấy cái thật của ta không phải là cái này. Cái quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác không phải là 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp,
Điều này đúng. Không phải là nằm trên cái vật chất này, cái thân hiện tướng phước báo và trí tuệ của Đức Phật nó chỉ là cái hiện tướng thôi. Nhưng mà quả vị tu chứng nó không phải là cái hiện tướng 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Nha, chúng ta mình hiểu điều này. Thật ra không thể do cái tướng đầy đủ đó mà nhận ra được Như Lai. Nếu chúng ta nhìn một cái hình Đức Phật đẹp thì mình cho đó là Đức Phật, thì quả vô thượng chánh đẳng chánh giác là Đức Phật là chúng ta sai lầm. Tức là chúng ta chấp trên tướng để chúng ta có thể thấy Phật, là chúng ta đã lạc đường tà. Do nơi sắc mà tìm Phật là sai. Và một cái điều nữa là Đức Phật nói là người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, nói pháp đoạn diệt, chớ khởi nghĩ như thế này. Vì cái sao? Vì người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác đối với pháp không nói tướng đoạn diệt. Ví dụ như bây giờ mình thấy cái vọng tưởng thiệt, cái mình tu thời gian cứ mình bật hết vọng tưởng để mình có thể chứng đạo, thì vậy là mình cho rằng vọng tưởng không còn ở nơi mình nữa, thì đúng không? Mà nhập định cái là tắt vọng niệm hết, tức là diệt hết vọng niệm mới được nhập định, đúng không? Là chúng ta đã rất vào pháp đoạn diệt. Chúng ta đã rất vào pháp đoạn diệt thì không thể chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ví dụ như bây giờ rõ ràng là mình lớn lên tới 50 tuổi, 70 tuổi, 100 tuổi, 200 tuổi, hay là không giỏi lắm là 500 tuổi rồi mình cũng chết. Và cái thân này với cái nhìn của phàm phu là sao? Mất rồi. Với một cái hiểu của người phàm thì cái thân này là chết. Nhưng mà chết không? Nếu chúng ta thấy có thật thân thì chúng ta thấy có thật sanh, sẽ thấy thật diệt. Còn chúng ta thấy không thật thân thì sẽ không thật sanh mà không thật diệt. Nhưng có một cái điều á, ví dụ như cái hình chúng ta chụp được thờ ở trên, ví dụ chụp nguyên hình mình đứng như vậy nha, khoảng 1m6 đi, thì khi mình chết á, là cái thân vật chất này, thân tứ đại này nó trở thành tứ đại như một cái hình này còn không? Còn nha, cái đó còn nguyên á. Cái đó gọi là cái phách của mình. Bên trường sinh học nó gọi là cái phách. Trong cái văn tứ niệm xứ hồi xưa chúng tôi có nói tới điều này. Vì cái chuyện đó mà mình cố chấp á, cố chấp nó quá sâu đi. Tức là từ hồi mà từ cái vũ trụ mênh mông đó mà hình thành một cái vật chất ban đầu á, tức là khi mà mình gá vào cái thai á, thì mình mới là một cái vật cực nhỏ, phải dùng kính hiên vi rồi mới thấy mình. Thì lúc đó cái vật đó nó đã có một cái vòng hào quang nhỏ để nó bao bọc lấy nó rồi. Nó chấp cái tế bào nó là nó rồi. Hạt cát nếu mà chúng ta nhìn kỹ nó cũng đã chấp nó là nó rồi. Nó có một cái ảo đó. Thì vậy là tế bào ban đầu nó đã chấp nó là mình rồi. Có một cái ảo ngã riêng rồi. Thì vậy là từ tế bào này nó bắt đầu nó sanh sôi nảy nở, nó thành 2 tế bào, thành 4 tế bào, thành 8 tế bào, thành 16 tế bào. Thì mỗi một tế bào lại có một cái ảo ngã tiếp tục nữa. Cho tới khi mà nó hành thân thành cái thân này là hàng tỷ tế bào, thì hàng tỷ cái ảo ngã chấp trước để gom thành một cái ảo bự là cái thân này. Hàng tỷ cái ảo nhỏ kia nó gom thành một ảo bự. Mà mỗi một cái ảo ngã nó có một cái hào quang, cho nên là cái thân này nó luôn nó có một cái vòng sáng. Mắt phạm mình nhìn không thấy chứ người ta chụp hình ra hết à. Ví dụ như mình ngồi đây mà lúc mình vui tươi, mình khỏe phấn và cái tâm mình khởi yêu thương mọi người, hào quang trắng đẹp lắm. Nhưng tự nhiên cái mình giận người kia, mình muốn giết, cái bắt đầu biến thành màu tím bao quanh thân mình liền. Vừa khởi ý niệm ác. Và cái điều thứ hai nữa là gì? Có những người thấy đạo, họ nhìn mình, họ nhận hào quang đó, họ biết cái tâm mình đang như thế nào. Biết hết đó. Ví dụ mình vừa nghĩ cái ý nghĩ xấu ác, hào quang lên đầu rồi đó, nó từ não bộ chúng ta phát một cái loại sóng từ. Cái sóng từ đó nó biến màu liên tục ở nơi não bộ của chúng ta. Thì vậy là khi chúng ta thương yêu mọi người á, bằng cái tâm từ bi thực sự, thì cái phóng ra một cái luồng hào quang nó sáng ghê lắm. Và nó sẽ ảnh hưởng cái dòng, thấy vậy chứ cái dòng xung quanh chúng ta nó quay vòng vòng vậy nè, chứ không phải nó đứng, cái hào quang nó phải là đứng đâu. Nó quay cuộn quanh thân chúng ta như thế này. Thì vậy nó phát từ đây ra một cái loại mà muốn giết cái bà kia cho nó chết. Nó hiện cái màu tím liền. Thì vậy là toàn thân chúng ta bị nhuốm thành cái màu tím.
Và nhiễm bằng màu tím thì nó tác động trực tiếp tới cơ thể của mình ngược trở lại, chứ không phải là nó ra màu đó nó khác đâu. Một phần á, thì ảnh hưởng trực tiếp tới cơ quan nội tạng của chúng ta. Nó làm cho cơ quan nội tạng chúng ta bị xấu đi. Tất cả tế bào bị nhúm bởi cái màu tím này, nó bị xấu đi một chút. Nó bị hạ cái năng lượng nó xuống một tí, làm bị, nó phát một cái loại năng lượng nóng bức, khó chịu ra. Đồng thời nó sẽ ra ngoài cái môi trường sống, nó sẽ làm đen một vùng mà chúng ta đang ở, và nó ảnh hưởng tới cái khí xung quanh mình. Cho nên một cái hội trường, ví dụ như hội trường này, nếu mà mình là những người ngang đây khởi cái ý nghĩ là giết nhau mà đóng cửa đi, đóng cửa, mình chỉ cần tác ý với nhau là tôi sẽ giết người này kia, nghĩ là người giết người kia, một hồi chúng ta sẽ nghe ngọt. Với những cái phát sóng này sẽ tạo thành cái khí đen nguyên một cái nhà này liền. Nhưng mà nếu chúng ta ngồi đây tác ý thương yêu nhau, dù cái nhà đóng kín đi nữa, chúng ta cũng nghe cảm giác nhẹ nhàng thoải mái ở cái chỗ này liền. Thành ra cái ý nghĩ chúng ta, một ý nghĩ tốt, một ý nghĩ xấu, nó có một cái sức tác động trực tiếp tới cơ thể của mình. Nó làm biến dạng cơ thể mình, và đồng thời nó đem ra môi trường, nó làm xấu môi trường sống này. Thành ra chúng ta thấy cái vùng mà tranh giành giật dọc, thì chúng ta tới đó, nếu chúng ta là người tu tới đó, chúng ta tự nhiên không có chịu nổi lâu, không có chịu nổi cái từ trường của nó. Như mình mà mình người tu mà kêu ra đứng bến xe chơi đi, mình đứng không có lâu đâu. Chỗ đó là cái chỗ giật giọt, móc sách rồi nói, không bao giờ mình đứng lâu được hết. Ở chùa tự động mình có cái cảm giác yên là cái từ trường nó phù hợp với cái đang có của chính mình. Thành ra khi mình đi khác môi trường, nó phá mình. Một là nó phá mình chịu không nổi, mình bỏ chạy. Hai là mình bị cuốn theo. Do đó khi mà bước vô chợ rồi là tự nhiên ham muốn khởi lên. Ở nhà thì không muốn sắm gì hết trơn á. Ra chợ hồi cái muốn mua cái thứ này, mua cái kia, mua nội sách về tùm lum dục đó không có xài. Tại vì chúng ta bị cuốn theo cái từ trường đó. Thật ra mỗi một cái tác ý chúng ta là nó phát ra một cái loại sóng đó. Mà sóng trường đó nó không có nằm tại chỗ, nó sẽ vận chuyển mãi trong không gian không mất. Nó còn hoài. Một ý niệm chúng ta cứ nghĩ là nó qua rồi nó mất, tức là chúng ta rớt vào pháp đoạn diệt. Nhưng mà nó ra nó còn hoài thì sẽ là cái gì? Thường kiến thì cũng ngoại đạo. Cho nên nó vận, nó không còn hoài ở đây, nhưng mà nó vận hành trong không gian mà không mất, thì không phải là thường mà cũng không phải là đoạn, không phải là sanh mà cũng không phải là diệt, thì người đó mới thoát khỏi thường kiến và đoạn kiến. Thế vậy chứ có rất là nhiều giảng sư lên tòa thuyết pháp bị rớt vào thường kiến đoạn kiến hết, khó ra khỏi thường kiến đoạn kiến lắm. Ý niệm bây giờ hỏi thẳng với thầy đi, ý niệm khởi ra trong đầu với thầy rồi mất hay là còn? Mất, mất làm sao mà còn, còn sao, giải thích đi. Nếu giải thích không ra là rất là thường kiến đoạn kiến. Bây giờ mình dạy cho người khác tu diệt trừ hết tất cả những ý niệm là rất là cái gì? Đoạn kiến là cái gì nữa? Nhưng mà ý niệm hết không? Cái ngôn ngữ chúng ta là một cái loại sóng âm được phết tán mạnh ra để thành cái sóng âm mà người khác có thể tiếp nhận được. Nhưng ngôn ngữ của não bộ chúng ta là một loại sóng âm thấp, nó chưa được phết đại, cho nên người khác không nghe nổi. Nhưng mà sóng âm này, sóng âm được phát ra thành âm thanh, cũng như sóng âm dao động trong não bộ chúng ta cũng đều dao động giống nhau. Giống như mà mỗi người đang mệt, nếu mà đo điện tim đồ thì nó sẽ cất cao lên. Người tim bình thường nó sẽ là cái nhịp dao động bình thường. Thì cái dao động của não bộ, nếu mà chúng ta đi đo điện não đồ, chúng ta thấy là não bộ chúng ta cũng hoạt động theo cái kiểu đó. Thì sóng âm này nó sẽ ra môi trường theo cái kiểu này, và nó sống mãi trong không gian. Chúng ta nói một cái lời nào hàng tỷ năm sau, nếu họ muốn thâu lại họ cũng có khả năng thâu được. Cho nên cái hình của Đức Phật, nếu như một ngày nào đó khoa học phát triển đến mức độ cao của nó, nhưng mà chúng tôi nghĩ là nó không có đủ sức để rà nổi tầng sóng kia. Chứ nếu khoa học phát triển cao, nó sẽ rà lại được, bắt được cái tầng sóng của Đức Phật á, thì nó sẽ nghe tất cả những lời nói của Đức Phật, và nó phát đại âm thanh trở lại để mình có thể nghe đúng ngôn ngữ Đức Phật nói luôn. Tức là âm thanh đang nói như thế này, một tỷ năm sau nó có thể thâu lại và phát ra cho một cái người ở một cái tỷ năm đó nó nghe đúng như mình đang nói ở đây. Và cái hình dáng của Đức Phật trong cái kiếp đó vẫn còn nguyên trong không gian này. Tức là cái phách nó vẫn còn. Thì giờ một ngày nào đó khoa học phát triển nó có thể chụp được á, những cái chỗ mà Đức Phật ngồi thiền, những cái chỗ Đức Phật đi kinh hành, coi chừng là một cái thời gian nữa khoa học nó sẽ mò ra và nó sẽ chụp được cái bóng đó. Chụp được cái bóng đó. Nên nếu một người mà đã thấy hết mọi việc rồi, là người ta thốt lên một câu là sao? Không phải là cái tự tánh bất sanh bất diệt, mà dạng pháp này cũng chưa từng thanh diệt. Không có cái gì sanh, không có cái gì diệt cả. Thì mới thoát khỏi thường kiến và đoạn kiến, không rớt vào pháp đoạn diệt. Thật ra ai mà dạy một người khác tu tập
để rồi dứt trừ tất cả dòng nghiệp để biến thành không á, thì đó là đang đi theo con đường ngoại đạo, vì rớt vào đoạn diệt. Có một cái gì qua mà nó mất thực sự với chính mình thì người đó rớt vào đoạn diệt. Cho nên một mãi may nhân quả còn không mất, một ý niệm xấu của mình khi tác ra nó còn hoài trong không gian á. Cho nên hồi trước có một cái lần mà chúng tôi nói á, mình dự đoán khoa học thôi, thật sự khoa học không biết tới chừng nào nó tới. Sau này á, khoa học khi nó phát triển rồi nó đều điều tra tội phạm, đâu có cần phải đánh đập, nó hỏi gì đâu, nó cần. Nó chế ra một cái loại máy, nó có thể đo được cái dao động sóng não của mình. Thấy chưa? Thì vậy là khi nó lại nó sử dụng một cái loại ống nghe giống như bác sĩ mà nghe hơi thở của mình vậy, nó sử dụng nghe nó đặt lên người của mình hoặc nó đặt lên đầu của mình á, thì cái sự rung động sóng âm đó nó bắt được. Nó bắt được ngang đó, cái bắt đầu nó rà ngược lại. Nó rà ngược, nó vừa rà, nó vừa thâu vào trong máy của nó. Ví dụ như nó rà ngược lại là bữa hôm qua mình bàn mình đi ăn trộm kiểu gì mình sẽ leo rào kiểu nào á, vô thằng nào vô cửa trước, thằng nào vô cửa sau, thằng nào lấy đồ, thằng nào làm gì gì, mình bàn xong hết rồi cái bắt đầu mình đi ăn trộm, thì nó bắt nó điều tra, nó không có thèm đánh đập mình gì hết trơn á. Nó rà ngược lại cái sóng âm đó, sóng âm đó bắt đầu nó ra cái loại máy rồi nó phết đại ra, nó mở cho mình nghe đúng âm thanh mình nói luôn, là tự thú trước mình khỏi cần đánh đập cách điều tra tội phạm đặc biệt. Thật ra là tương lai khoa học nó sẽ tiến hóa tới cái chiều này. Cho nên chúng ta thấy là không có cái pháp nào nó sanh ra nó mất, mà nó không có còn tồn tại ở tại đây. Tức là nó không phải thường hằng ở đây. Do gì? Do gì? Do nó vô trụ. Nó vô trụ cho nên nó không có dừng ở chỗ nào hết. Nó dao động. Nó dao động nhưng mà nó không mất. Nói thành ra mình cái định nghĩa trong mấy băng giảng vô thường chúng tôi định nghĩa là gì? Là một sự dịch chuyển, một sự thay đổi. Dịch chuyển vị trí và thay đổi hình thể. Nó có thể từ nhỏ thành lớn, từ lớn thành này, rồi nó bắt đầu nó dời đổi vị trí của nó. Chứ không phải vô thường là sanh ra lớn lên hoại diệt rồi mất, không có. Ai mà cứ thấy rằng vạn pháp nó có thể mất trước mắt mình thì người đó đã mang kiến giải đoạn diệt rồi, rớt vào ngoại đạo rồi. Mà cái chỗ này nếu mọi người tu của mình mà không có đủ kiến giải để thoát ra cái thường kiến đoạn kiến là rõ ràng chúng ta đang theo ngoại đạo chứ không phải theo đạo Phật. Chúng ta không có theo đạo Phật nổi đâu. Với một người bình thường nếu mà chúng ta hỏi giờ phải làm sao lý luận thoát khỏi thường kiến đoạn kiến dùm đi, thì mới hy vọng là có kiến giải chân chánh trong đạo Phật. Còn nếu ai không nói được điều này là không đủ kiến giải chân chánh của đạo Phật đâu. Gọi là chánh kiến của đạo Phật rất là khó có người đạt tới. Tại vì nói tới nói lui hồi là có cái này mất, có cái kia mất à. Không có chạy đâu mà họ thoát khỏi cái đoạn kiến này đâu. Nói cho nên là thấy như vậy đó. Tìm một số người tu chúng ta mà chúng ta hỏi chuyện thì chúng ta sẽ thấy lòi cái điều này đó. Khó thoát lắm. Thật ra Đức Phật dặn, Đức Phật sợ sau này, phải không? Chư Tăng rớt vào cái chuyện này. Cho nên Đức Phật nói là khi mà một người mà tu theo đạo Phật á, thì không nên nói cái pháp đoạn diệt. Vì không có pháp nào đoạn diệt cả. Không có cái gì qua mà nó mất cả. Thành ra khi mà một ý nghĩ xấu của mình thì nó liền có nhân có quả rồi. Có tội có phước trong một từng ý nghĩ chứ không phải tới lời nói và hành động đâu. Một cái điều á, một điều lạ lùng là chúng ta sanh tử vô lượng kiếp. Nếu thật sự mất á, thì cái phúc chứng đạo không bao giờ chứng được cái túc mạng thông. Nếu mất lấy gì thấy. Nó còn nguyên. Thì cái người chứng đạo đó gần như là quay ngược cùng phim, đã quay mấy ngàn kiếp rồi. Cho nên mình bắt đầu mới mở chiếu coi. Mỗi đời làm sao thấy hết. Có nghĩa là mỗi một cái đời của chúng ta là một tập phim dài, một cuồng phim đã được quay rất là dài, và nó còn lưu trữ trong cái kho tràng không gian này, không mất miếng nào hết đó. Ra các vị đã chứng cái túc mạng thông rồi thì không phải thấy cái cuồng phim của mình mà thấy tất cả cuồng phim của tất cả những người khác. Mỗi đời sanh ra người đó sanh ra làm sao, cái mặt mũi làm sao, ăn nói kiểu gì, đi đứng ra làm sao, học hành làm sao, bệnh hoạn làm sao, chết chóc làm sao, họ thấy hết, không có sót miếng nào. Nhưng mà pha học nó khó khả năng làm điều này. Mà nó làm không có được giống như mình, cái người tu theo đạo Phật chứng quả đâu. Ví dụ như bây giờ á, pha học nó có thể là nó đo được cái não bộ của mình đang rung động như vậy, nó bắt được làn sóng này, nó bắt được cái loại âm thanh đang nói này, bắt đầu nó phân ngược. Nó như nãy mà nói là phân ngược một ngày, hai ngày, ba ngày. Nhưng mà phân ngược một ngày nó mất 24 tiếng, nó chậm, cái loại máy chậm. Bây giờ nó sẽ chế là một cái loại máy nhanh hơn, có thể là nó thâu một ngày của mình theo cái dao động nhanh hơn chút á,
thì 12 tiếng. Cho nó giỏi lắm là 1 tiếng đồng hồ đi thì nó có thể thâu được 1 ngày của mình. Thì vậy là 1 tiếng nó thâu được 24 tiếng đồng hồ sinh hoạt của mình trong 1 ngày. Thì bắt đầu nó mò ngược lại tới cái đoạn mà khoảng 4 tuổi, 3 tuổi, 4 tuổi gì đó. Thì lúc đó não bộ mình chưa có ghi. Lúc đó là từ nhỏ tới 4 tuổi là cái não bộ mình chưa ghi bóng. Cho nên lúc đó ảnh bị mờ. Và dù cho ảnh giỏi, ảnh qua được 4 tuổi, ảnh tới 1 tuổi, 2 tuổi nữa, mà cho tới bào thai thì ảnh cũng bích luôn, ảnh đâu có đường qua. Tức là cái máy của khoa học thì không đủ sức để có thể xuyên phá được một cái tầng sanh tử của mình. Có nghĩa là ví dụ như nó có thể mò lại hết đời mình và tới bào thai là nó bích. Như cái người chứng đạo một cái rẹt cái là 84.000 kiếp, một kia là thấy liền. Vì vậy mà nếu khoa học nó có tới cỡ nào đi nữa, mình nói chuyện đây là 1.000 năm sau, có khi là khoa học nó mới tới. Và có khi 1.000 năm sau nó cũng tới tầng đó thôi, chứ nó không qua được kiếp bên kia. Không qua nổi, không đủ sức để xuyên phá tử cung của bà mẹ để biết kiếp trước mình là cái gì. Nó không mò ra nổi đâu. Nó sẽ thua cái chỗ đó đối với người chứng đạo. Cho nên cái trí tuệ của Phật đạo luôn luôn là bậc thầy của khoa học. Không có thể thua nó được về nhiều mặt. Nói tới cái chuyện này tôi dám nói là khoa học sẽ bó tay và chấp nhận kêu mình là thầy. Chứ không phải nói cái chuyện là thấy mình từ trước đến giờ á, nhiều thầy dẫn chứng cái câu có nói của Phật, rồi cái dẫn chứng khoa học, cái mượn cái danh khoa học để chứng minh là đạo Phật mình rất là khoa học thế này thế kia để đưa đạo Phật lên, mượn uy tín của khoa học đưa đạo Phật lên. Tôi nói thiệt mấy thầy đáng ăn đòn. Đạo Phật làm bậc thầy tới hàng triệu kiếp của khoa học chứ không phải là một kiếp này. Mà bây giờ mình sợ đạo Phật mình mất uy tín cho nên mượn danh khoa học để mà ca tụng là đạo Phật chúng tôi khoa học thế này, đạo Phật chúng tôi khoa học thế kia, đạo Phật chúng tôi khoa học thế nọ. Bây giờ mình ngồi trước một cái tiến sĩ khoa học, mình có thể nói được cái trí tuệ đạo Phật vượt cho họ chứng minh ngàn kiếp nữa, chứng minh tới chưa tới nữa. Giống như bây giờ là đối với kinh Bát Nhã là Đức Phật đã thấy tất cả các pháp đương thể là không rồi, vượt qua cái không là thấy tất cả các pháp là như rồi. Nhưng mà bây giờ khoa học nó đã phát triển tới một cái tầm á, nó lấy cái phân tử của viên kim cương á, nó đưa vào cái máy cao tốc để nó đo cái dao động của cái viên kim cương tới 10 lũy thừa 10 lũy thừa 10 của vận tốc ánh sáng à. Nó liền kết luận vật chất là chân không rồi. Khoa học tới chỗ này rồi nha. Tới chỗ này cách đây khoảng 10 năm rồi. Tức là nó nhìn thấy vật chất là chân không rồi. Viên kim cương nó thấy là chân không thì không còn cái vật chất nào trên trần gian rồi, nó thấy là có hết. Đối với khoa học nó đã tới tầm này rồi. Nhưng mà Đức Phật là thấy tất cả pháp là như, Đức Phật là thấy tất cả pháp là bất sanh bất diệt. Thì cái chỗ này khoa học không có leo tới nổi đâu. Chỗ này là khoa học sẽ đứng lại, sẽ phải đứng lại. Vì cái người tu đạo Phật sẽ chứng minh có đời trước trước khoa học một cách rất rõ ràng. Nhưng khoa học bây giờ không đủ sức để chứng minh một người đời trước. Trước đời này là khoa học chưa đủ sức đâu. Nó chỉ là suy diễn thôi. Và đạo Phật thấy rất rõ ràng khi một người chết họ đi đâu về đây một cách rõ ràng nếu mà người chứng đạo. Nhưng khoa học nó bắt quá, nó chụp được cái bóng ma là thỉnh thoảng nó bắt được một chút thôi, chứ khoa học không tới chỗ này. Ra nghiên cứu tới cái loài người thì khoa học chịu, nó vẫn còn xa. Nếu muốn đi vào sâu phải nhờ cái sự dẫn khởi của những người hiểu biết đạo Phật thì hy vọng là nó đi sâu vào đường đường tâm linh, chứ nó không đi vào. Ví dụ như bây giờ á, bây giờ đế đạo Phật là người ta đã thấy cái sóng màu phát ra từ não bộ của mình. Nhưng khoa học đủ sức thấy chưa? Chưa. Do thấy sóng màu á, do thấy cái phách bao quanh thân này nè, thì sau này những người tu đạo Phật á, họ có khả năng trị bệnh người ta không cần thuốc men luôn. Ví dụ như cái phách bao quanh thân như thế này, thì lúc này người này nhức đầu là cái chỗ này nó méo méo một chút, nó đưa tay họ so cho cái này bằng lại hết nhức đầu liền tại chỗ. Hoặc là cái khối ung thư trong bao tử, khi mà mọi người có khối ung thư thì cái vùng đó sẽ bị đen, thì người ta sửa cái phách này, dùng cái tay xoa cái này để xóa đi cái đen đó là khối ung thư trong kia hết mà không cần thuốc men. Thì một thời gian nữa sẽ có một cái loại khoa học này chứ không phải không có. Tức là có một cái kiểu y học trị bệnh bằng cái phách con người, mà cái đó sẽ xuất nguồn từ đạo Phật. Chứ nghiên cứu khoa học nó không chưa tới chỗ này nổi. Thật ra cái phách là một cái mà nó báo được cái tình trạng của cơ thể trong từng khoảnh khắc một. Cái này nó nhạy cảm khủng khiếp lắm. Mình buồn và sức khỏe yếu, cái phách này nó bó lại. Và theo tâm trạng chúng ta, nó buồn theo cái kiểu gì thì nó sẽ hiện cái màu đó. Cái phách nó hiện ra, nó phát sóng vào não bộ và nó nhúm sáng cái phách này, cái phách bao thân này.
Thật ra cái là cái rất nhạy cảm và nó có năng lực để nó có thể làm hưng khởi cái thân mình lên và có thể làm yếu cái thân mình xuống, là tùy tâm trạng của chúng ta. Cho nên trị cái phách là đụng chạm tới cái thức, tức là trị tới cái tâm. Mà cái tâm quyết định mọi cái hưng suy của thân này. Cho nên mình trị phách là chạm tới tâm thức, mà chạm tới tâm thức, chỉnh tâm thức, tức là chỉnh được cái phách. Chỉnh được cái phách là chỉnh được sức khỏe của toàn thân. Mà cái loại y học này mới là, có thể là nó sẽ ra đời ở thế kỷ 21, 22. Cúng thoát người, không cần thuốc men nữa, mà mốt là cả như mấy nhà máy mà chế biến thuốc là sẽ đóng cửa hết. Ta sẽ trị ra cái môn này. Và cái này chỉ cần một, có một cái sự hướng dẫn theo một cái kiểu thiền định nào đó thì họ nhận được cái phách người khác liền. Tức là có một cái lối thiền định để người ta định á, thì người ta sẽ, khi mà nhập định sâu họ sẽ hạ cái não bộ mình xuống âm một số độ hertz á. Ví dụ như là thấy cõi âm thì thấy được cái dao động sóng âm của não mình á, thì mình có thể nhập định và hạ cái não bộ mình thấp xuống khoảng âm 50 độ hertz á, là sẽ biết được người ta đang suy nghĩ cái gì á. Dao độ sống mình là khoảng 50 độ hertz, thì vậy là khoa học nó có thể chế máy này và nó mò được cái ý nghĩ của mình. Cái chuyện đó thì chắc là thời gian không lâu là nó làm được cái điều này. Không cần phải nói mình gì đâu, không cần phải hỏi mình gì đâu, nó chế được cái loại máy mà âm 55 độ hertz thì nó sẽ biết mình đang nghĩ cái gì trong lúc mình đang ngồi đây. Đặt máy cho người mình nó sẽ biết liền á. Thì người thiền định tới cái lần đó sẽ biết, và qua âm 55 độ hertz họ sẽ nhận ra được cái phách của mình khoảng 40 độ hertz, thấp xuống nữa là họ sẽ nhận được cái phách bao thân của mình. Và họ thấy sóng não mình dao động để chuyển màu. Vui lắm, nếu mà nhìn thấy ha, trong một phút thôi nha, mình có rất là nhiều cái loại ý nghĩ xảy ra nơi não bộ, rất là nhiều cái loại mà sóng màu xảy ra nơi tâm thức. Nó sẽ biến vèo vèo cái màu của cái phách của mình. Một phút á, nó thay đổi cứ ít lắm là 10 lần cho tới 20 lần. Rồi cái người mà tâm dao động chừng nào thì nó làm cho cái phách mình dao động biến thái nhiều chừng đó, biến loạn nhiều chừng đó, cho nên mình bị mệt mỏi. Cái phách mình mà dao động để bị dao động biến màu, dao động biến màu, dao động biến màu á, thì nó làm cho cái năng lượng cơ thể nó bị xáo trộn, khiến cho mình bị mệt mỏi nhiều. Còn nếu một người bình yên á và cái tâm tốt á, thì làm cho cái phách mình nó trong ra, nó trắng, nó sáng ra. Thì vậy là nó làm cho tế bào cơ thể nó được bình yên. Cái dao động là mình yên, cho nên sức khỏe mình tốt, cái khí sắc mình nó rạng ngời, nó tươi ra. Nhưng khi mình sầu khổ thì nó sẽ biến sắc. Biến sắc đầu tiên là nó biến cái phách cái đã, rồi nó mới ảnh hưởng tới vật chất. Ảnh hưởng tới vật chất. Thì cái điều này là cái điều mà chúng tôi nghĩ rằng một giai đoạn nữa khoa học nó sẽ tới cái tầng này. Thì nó sẽ khám người, không có cần phải đặt cái ống nghe vô cơ thể để nó nghe cái gì, mà nó có một cái máy nó rội có cái phách mình á, nó đang vận chuyển làm sao, cái nào ví dụ như cái vai này đau, cái dòng này nó móp, nó tới đây tự động nó móp à. Cái nó so bằng lại hết đau cái dài, chứ nó không có cần phải chích thuốc, tiêm thuốc nữa. Khi mà người mạnh khỏe đàng hoàng thì nguyên cái phách chúng ta tròn trịa đẹp lắm. Thật ra khi mà chúng ta nghỉ, chúng ta ngồi, thường ở trong ngày á, chúng ta những cái sinh hoạt mà nằm để bị lép cái phách của mình á, nhất là cái nằm ngủ á. Bây giờ cái khoa học phát triển khiến cho chúng ta bị, nhất là chúng ta bị nằm ngửa thì còn nằm trên cái bộ ván cứng, hoặc là những cái gì mà nó không có thoát được cái khí á, thì cái vận hành nó bị lép nè, bị lép đi, khiến một phần nửa sức khỏe chúng ta qua một đêm chúng ta không có tốt á. Cho nên Đức Phật mới dạy nằm cái thế mà kiết tường nghiêng một bên á, để cho cái mặt trước và mặt sau chúng ta nó cái phách nó được tròn, không bị bóp méo. Và nhất là trên đầu của chúng ta, nếu mà có kiến như thế này nè, ai mà nói đây để cho kinh nghiệm về nhà, mà cái giường, trên đầu giường mình có cái kiến á, là nên gỡ cái kiến nó bỏ đi. Tại vì cái phách mình nó không có xuyên qua kiến á, tường nó có thể xuyên được, nhưng mà kiến này cái phân tử nó khít quá đi, cái phách mình không đủ qua sẽ bị méo rồi đó. Ra là trên cái đầu nằm chúng ta nên xa tường một chút. Nên xa tường một chút, là đừng có những cái bộ dáng, bộ giường gì mà mình nằm xuống trên đầu này có một cái miếng chặn á, thì sẽ ảnh hưởng tới não của mình, lâu ngày nó ảnh hưởng tới não. Cho nên phần đầu phải để trống, ít lắm phải 5 tấc. Để khi mà tâm chúng ta yên á, chúng ta khi mà rớt vào giấc ngủ là tâm chúng ta yên, là cái phách chúng ta nó sẽ trương nở ra. Trương nở là nó hấp thu cái từ trường của vũ trụ này, để nó nuôi lại thân. Một giấc ngủ giống như một cơn sạc điện vậy đó. Vậy là thân mình mà tròn được cái phách á,
thì ngày hôm sau mình khỏe. Rồi cái phách mình không có tròn, ngày hôm sau nó sẽ bị yếu. Tự nhiên nó cái chỗ này nó vô điện được mà chỗ kia nó bị nghẽn. Nhất là đầu. Và nhiều lần cái đầu chúng ta bị nghẹt á. Tức là phải làm sao mà phải thiết kế được một cái giường ngủ cách tường ít lắm cũng phải được 5 tấc. Và cái giường cũng vậy, phải cách tường, đừng có để sát tường quá. Có khi cái phách chúng ta không có xuyên qua được. Gán mà được nằm cái thấy cái tường gán tập. Ai ngủ cũng được thì gán tập nào thấy cái tường để cho cái phách mình tròn. Còn nằm ngửa là nửa phần lưng bị mất. Nửa phần lưng của mình bị mất. À, Đức Phật mình là một người phải nói là khoa học gia mà thế giới này phải còn học mấy triệu năm nữa mới theo kịp. Đức Phật thấy hết mọi điều. Cho nên mọi người học Phật mà tập đi, tập đứng, tập ngồi, tập thiền định, tập ăn, tập uống, tất cả mọi cái mà giống Đức Phật thì người đó ít bệnh tật. Tức là phải giữ được những oai nghi tế hạnh mà phù hợp với cái đi, cái đứng, cái sinh hoạt của Đức Phật hàng ngày á, là chúng ta cũng khó có bệnh lắm. Nó thành ra là ở đây nếu mọi người tu bình thường thì chúng ta phải cố gắng tìm học Phật đạo để mà mình thoát khỏi cái đoạn diệt. Phải lý giải làm sao đó, một mình á, mình đọc kinh, đọc sách hoặc là mình đi vào công phu. Nếu ai mà hướng dẫn một người khác công phu mà phải diệt được cái này, tôi nói là một vị thầy nào tuyên bố rằng tôi diệt được một ý niệm thôi, một ý niệm mà diệt được á, thì người đó rớt vào đoạn kiến rồi. Rớt đoạn kiến rồi. Cho nên không có ý niệm nào mà chúng ta có thể diệt được cả. Không có diệt được cái gì, không có pháp gì mà mất cả. Cho nên nhân quả không thể mất một mãi mãi. Một đầu cộng lông nhỏ xíu cũng không mất ở trong không gian vũ trụ này. Cho nên một ý niệm xấu của mình là đã kết thành ân oán người khác. Một ý tốt của mình là kết thành nghĩa ân nghĩa với người khác. Ân oán và ân nghĩa nó chỉ là thay đổi ý niệm thôi. Do đó là nếu mình biết cách á, thì mình sẽ giữ được mình trong sáng trong cái thấy biết của mình á, thì sẽ cái phước mình sẽ tăng. Cho nên nói một câu niệm Phật là sao? Tiêu trừ hằng hà sa số tội. Đúng không? Trong kinh nói như vậy. Lý do nào tiêu trừ được? Đó, chính cái chỗ mà nó không mất này nè, nó mới làm nên phước báo của mình, đúng không? Ví dụ như bây giờ mình đang niệm A Di Đà Phật đi. Thì cái dao động sóng âm A Di Đà Phật nó còn hoài, mà cái sóng âm này là cái sóng âm bình an. Nó trở thành một cái loại mà khí mát dịu. Thì nó sẽ đi hoài trong không gian, cái nó tới một cái cõi mà mấy cái thằng côn đồ nó chết nó ở đó. Đánh đấm với nhau, nó khổ sở với nhau, nhưng mà cái này nó tới, nó sẽ xoa dịu được một khoảnh khắc. Cái đám này nó sẽ bớt đi cái sự giết chóc, hiềm thù với nhau. Và tự động là mình có được miếng phước. À, thì nó đi hoài tới cái không gian đó, một cái vùng nào đó người ta đang đau khổ, đang bị bức bách, đang bị khó chịu, cái chạm được cái sóng này. Thì cái sóng này làm cho họ nhẹ đi một chút, cái mình có hơn chút phước. Và nó còn hoài. Cho nên người mà thường xuyên nghĩ thiện á, thì thứ nhất là nó sẽ biến đổi và nâng cấp cái thể chất và cái tinh thần riêng của mình trước. Nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng tới cái vũ trụ mênh mông này. Nếu mà nghĩ thiện nhiều thì phước báo chúng ta tăng nhiều. Nghĩ thiện ít là phước báo chúng ta tăng ít. À, nếu mà chúng ta là thuần thiện thì coi như cái phước chúng ta không biết hưởng tới chừng nào cho hết. Nên tại vì đâu phải là trong đời này, hoặc là mình nói cho người nghe, mình nói điều thiện cho người nghe thì có một chút xíu à. Nhưng mà khi mình nói được một điều thiện, không phải là người nghe, không phải là bao nhiêu người này nghe, mà cái sóng nó sẽ đi khắp không gian này. Đó, cho nên là cái phước báo nó sẽ lớn theo thời gian năm tháng. Thật ra những cái điều mà chúng ta phải học để chúng ta thấy được cái giá trị thật của Phật đạo. Đức Phật đã thấy tới nơi tất cả vạn sự vạn vật rồi. Với trí tuệ của Đức Phật đã thấy hết mọi điều. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta là đừng bao giờ rớt vào tướng đoạn diệt. Rớt vào tướng đoạn diệt tức là chúng ta đã phá pháp của Đạo Phật, đi theo đạo tà. Thì ngày hôm nay chúng tôi xin chia sẻ cái bản kinh Kim Cang tới đây. Tức là chúng ta còn phải học một thời nữa thì mới có thể dứt được cái bản kinh này. Thời gian còn lại có ai hỏi gì thì đặt câu hỏi để chúng tôi trả lời. Kỳ sau chúng ta học một lần nữa hay chưa ha? Ngày mùng 1 tháng 12 là mùng 1 tháng Chạp á. Mùng 1 tháng 12. Cố gắng giải quyết hết quyển này trong năm nay mà không biết chắc bị lòi qua năm sau á. Thì mùng 1 tháng sau chúng ta gặp lại.
Mọi vị chắp tay hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ Phật.